Dạ vâng, tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái dòng cà mèng này. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái cà mèng hoặc là cái cập lồng đều được nhé. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cà mèng. Ở trong Nam này các bác hay gọi cái này là cà mèng hoặc là ở ngoài Bắc hay gọi là cập lồng nhá. Đấy, cập lồng thì em báo giá luôn. Cái này sẽ có dung tích là 1,6 lít nhá. Là giá sẽ là 120 ngàn một cái nhá, 120 ngàn một cái. Đây dung tích 1,6 lít này. Đấy, con này thì các bác mang cơm đi làm này, đấy đi đi làm đi hoặc là đi bệnh viện này, đi đi dân văn phòng đấy, mang cơm mang nước đi làm, anh em công trình công trường mang cơm mang nước đi rất ok nhá. Thì đây một bộ sản phẩm của nó sẽ gồm có là một cái cặp lồng chính này đấy, để các bác đựng cơm canh vào đây này, rất dày rất chắc chắn luôn, dày lắm ạ. Đấy, inox 324 dày dã man luôn, có phần quai sách rất chắc chắn nhá. Đấy, đinh tán này làm rất thiết kế rất chắc chắn, dày luôn. Đấy, có thể là giữ nhiệt các bác giữ nhiệt cho em thoải mái luôn nhá. Và đi kèm mình của nó sẽ có là hai cái khay, hai cái khay nha. Đấy thì các bác có thể lồng vào đây. Đấy, ví dụ khay dưới đây các bác để đồ ăn này, hoặc canh kệ các thứ cơm này. Khay bên trên này các bác đựng những cái đồ ăn, ví dụ thịt thà đứng vào đây, ok. Và đi kèm là một cái nắp đậy nha. Đấy thì các bác xoáy gen vào đây nha. Của nó là dạng gen xoáy, các bác xoáy vào cái là nó đậy kín nó luôn, rất kín nhá. Đấy các bác xách mang đi mang lại rất ok, rất tiện dụng. Mà chắc chắn bằng inox 34 thì các bác dùng nó rất là an toàn với sức khỏe luôn. Đấy, sáng bóng đẹp tuyệt vời, mới keng nguyên hộp luôn nhá. Và cái nắp đậy này rất hay này, là khi mà các bác mở ra thì nó sẽ biến thành một cái bát các bác nhá. Đấy, biến thành một cái bát để các bác có thể ăn cơm vào đây được luôn. Đấy, thì ví dụ các bác mang đi, các bác chỉ mang cho em là một cái thìa một đôi đũa thôi, không cần phải mang bát biếc gì cả. Đó thì đây nó đã có sẵn cái nắp này, coi như các bác dùng thành một cái bát được luôn rồi, rất tiện dụng luôn. Đấy, phần quay sách này, sách mang đi mang lại rất ok. Dung tích là 1,6 lít nhá. Inox 304 sáng bóng đẹp tuyệt vời. Giá của nó thì sẽ là 120.000 thôi, 120.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cà mèng hoặc là cái cặp lồng đều được nhá. Đấy, 1,6 lít nhá. Giá nó sẽ là 120.000 một cái cà mèng hoặc là lên mã cho em là cái cặp lồng đều được nhá. 120k dung tích 1,6 lít, rất ok, chắc chắn, chất lượng lắm, cầm nặng trịch luôn. Đấy, dày rất inox dày lắm ạ. Inox dày. Đấy, vừa có bát này, vừa có khay để các bác đựng đồ ăn các thứ này. Quá tiện dụng luôn. Đấy, đi làm công trình công trường văn phòng rồi ví dụ như là mang cơm cho người ốm người bệnh, mang vào bệnh viện cũng ok luôn các nhá. Rất tiện dụng. Các bạn lại ok. 120k một cái nhá. Sản phẩm tiếp theo thì đây, hôm nay bên shop về cho bác một cái lô chảo Hàn Quốc rất là xịn nhá. Đây lô chảo Hàn Quốc này. Lô chảo hàng Hàn Quốc, size này của nó sẽ là size 32 cm, hàng mới nguyên hộp luôn nhá, hàng mới hộp, hàng thanh lý siêu thị, rất xịn sò. Đấy, em báo giá luôn 140.000 một cái chảo thôi, chỉ có 140.000, giá siêu hạt rẻ nhá. Đấy mà rất chất lượng, chống dính ngon lành luôn nhá. Đấy, chống dính ngon lành đây. Sản phẩm này thì đây sẽ gồm có là vung này, vung kính cường lực trong suốt nhá, để các bác có thể là tiện theo dõi đồ ăn các thứ, ok. Đấy, và đi kèm thì sẽ có là cái phần quai vung. Đấy, cái phần tay nắm và vung ấy, để về các bác lắp vào nhá. Còn đây thì em quay nhanh thôi, thì nó nguyên túi này thì về các bác lắp vào, nó có ốc vít đầy đủ hết rồi, về các bác tự lắp này. Phần cán chảo này thì cũng tháo rời ra nhá. Đấy, tháo rời luôn đây. Đấy, chữ Hàn Quốc này. Và đi kèm thì sẽ có kèm luôn các bác một cái môi để các bác xào. Đấy, những cái chảo rung dính ấy là các bác xào, và các bác nấu các bác để ý ấy, các bác dùng những cái môi bằng gỗ ấy, những cái đồ bằng gỗ nó đỡ xước cái chống dính thì nó sẽ giữ được bền hơn các bạn, giữ được bền hơn. Đấy thì bên nhà xuất rất cẩn thận là sẽ có kèm với bác một cái môi bằng gỗ này, rất là ok luôn này. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, đó là chiếc chảo này. Chảo này thì đường kính của nó rất là rộng luôn, 32 cm nhá, và rất sâu lòng nhá. Cái này sâu lòng nó phải dựng lên khoảng tầm 10 cm, sâu lòng lắm. Các bác xào nấu vào đây cho em rất ok. Đấy, xào nấu rán nước rán riếc cho em ok. Bên ngoài bên trong thì đều được tráng một lớp chống dính vân đá nhá. Đấy, tráng một lớp chống dính vân đá này, đây bên trong này, đó bên ngoài này, đó bên ngoài này. Cái này thì có thể dùng được mọi loại bếp luôn nhá, không kén bếp đâu, bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại các thứ là các bác chơi hết cho em luôn. Đấy, bếp từ, bếp ga là dùng hết luôn, rồi là bếp hồng ngoại, bếp củi, bếp than dùng hết các bác nhá. Đấy, dùng hết luôn đây, tráng chống dính ngon lành, thì về các bác chỉ việc lắp đặt và các bác xài thôi. Khi mà gửi thì bên em sẽ tháo rời ra đấy để tiện cho việc vận chuyển nhá. Còn đến nơi thì các bác cứ nhận hàng đấy, sau đó các bác kiểm tra và về các bác tự lắp đặt và các bác xài đó. Thì khi lắp đặt và các bác xài thôi, rất là ok luôn, chắc chắn chất lượng nhá. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha luôn đấy, mới keo nguyên hộp này, các bác có thể mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, mua về sử dụng này, quá ok. Đấy, dùng được cho em tất cả các loại bếp nhá, bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại đều được nhá. Và hàng này của nó là hàng size to, hàng size là 32 cm, nên là khi mà các bác nấu nướng vào đây nó rất là rộng rãi thoải mái nhá các nhá. Đấy, nấu nướng đây rất là rộng rãi thoải mái. Và cái hay của sản phẩm này là nó có kèm vung này. Đấy, kèm vung này, ví dụ như khi mà các bác dán giết các thứ này,
thì các bác đậy vung vô không nó bị bắn dầu bắn mỡ ra ngoài này, hoặc là ví dụ các bác mình muốn rán xong mình muốn nấu luôn một cái nồi canh ở đây chẳng hạn này, đấy thì nó có vung này các bác nấu luôn một nồi canh đấy, có vung viếc đậy vào đấy đun nước các thứ nhanh sôi luôn nhá. Đấy, và ví dụ như mình có hầm hiếc ở đây cũng ok vì nó có cái vung này giữ nhiệt này, nó ok luôn. Rồi lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo Hàn Quốc nhá, hàng mới nguyên hộp luôn đấy, hàng mới nguyên hộp nha, giá sẽ là 140.000 và size của nó sẽ là size 32 cm nhá, đấy, size 32 cm, size to luôn nhá, size to luôn đấy, không phải size nhỏ đâu đó, rất rất nhá. Phụ kiện thì đầy đủ bên trong chảo luôn, về các bác cứ nhận hàng kiểm tra sau đó về các bác lắp đặt là xài thôi. 140k lên mã giúp em sẽ là cái chảo Hàn Quốc 32 cm nhá, đường kính là 32 cm đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp băng gô này, đấy, hộp băng gô hay còn gọi nhiều bác hay gọi là cái hộp băng dán vết thương nhá nhá, đấy băng dán vết thương. Một hộp này là 100 miếng này, đấy, 100 miếng thì nó sẽ có 4 loại băng gô trên hình các bác đang coi đây, mà hình tròn này, các loại ngắn ngắn này, loại dài này và các loại nhỏ nhỏ này, để các bác dính đa năng hầu như là tất cả các loại vết thương, đấy từ to đến nhỏ ok luôn nhá, 100 miếng hàng rất là xịn luôn. Và cái băng dính này nó không như những cái dòng băng dính thông thường ấy, không như những dòng băng gô thông thường các bác mua ngoài chợ đâu, đấy là ví dụ mua ngoài quán xá đâu, cái này của nó là hàng siêu dính luôn, mà ví dụ như là các bác dính xong mà tay kiểu tay chân của bác hoặc những cái chỗ đau các bác có bị vào nước ấy, không lo nó bị bong đâu nhá, không lo nó bong đâu đấy, vì cái này em dùng thực tế rồi, bình thường là các bác hay dùng những cái loại ở cửa hàng cửa hiệu ấy là dính ấy, là khi mà gặp nước là rất là dễ bong, như con này này cực kỳ ok luôn, về các bác cứ dính thử cho em đi. Đấy, cam kết bác luôn dùng thích lắm đó, mà một hộp này là 100 miếng nó có 4 loại băng gâu khác nhau này luôn, bốn loại này để các bác dính đa các vết thương đấy, và cũng như là sử dụng cho cả gia đình nhà mình đấy, mua một hộp 100 miếng về xài cả gia đình, xài cả năm rồi luôn đó. Mà giá thì siêu hạt rẻ, lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp băng gâu hoặc là hộp băng dán vết thương đều được nhá. Một hộp này thì hiện tại em đang gửi bác là 100 miếng này, với giá nó chỉ có 20k thôi, 20k lên mã giúp em sẽ là cái hộp băng gâu nhá, băng gâu hoặc là băng dán vết thương. Một hộp là 100 miếng là 20k, là nó có đủ loại như trên hình các bác đang coi đây. Đấy, đóng gói trong hộp này. Về các bác chỉ việc lấy ra các bác xài, hoặc là nếu mà không các bác lấy ra các bác để sẵn luôn vào trong tủ cái tủ thuốc nhà mình ấy. Về là cứ đến đâu mình lấy ra mình xài đấy thôi. Đấy, xem cái mẫu nào nó phù hợp với cái vết thương mình bị. Đấy thì các bác lấy các bác dán vào là xài. Hình tròn này, rồi là cái loại ngắn ngắn tầm trung này, cái loại dài hẳn này và một cái loại nhỏ nhỏ này. Đấy, 4 loại nha, là tổng là 100 miếng nha các bác nhá. 20k một hộp. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái vòi nước V21 này, các bác cứ lên mã nha, em sẽ cái vòi nước đơn hoặc là cái vòi nước V21 đều được nhá. Đấy, một chiếc vòi nước inox 304 rất là xịn luôn. Đấy, về các bác lắp đặt vào cái phần hệ thống nước nhà mình các bác xài nhá. Con này thì inox 304, đấy phần khóa đây cực kỳ trơn tru, dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, và lượng nước ra rất là đều, gen của nó sẽ là gen 21 nhá, gen là gen 21 này. Đấy, gen 21 về các bác sử dụng. Đấy, đây nó có cả một cái phần khớp nối nhanh này. Đấy, đây tay gạt của nhá, tay gạt là rất nhẹ nhàng tình cảm luôn, nó rất êm luôn nhá. Đấy, con này dùng ok lắm, dùng chắc chắn và bền, riêng những cái dòng inox các bác dùng thì siêu bền rồi. Đấy, đây phần núm này. Đấy, em báo giá luôn nhá, các bác cứ lên mã cho em sẽ cái vòi nước V21 hoặc là vòi nước đơn đều được. Đấy, vòi đơn V21 nhá. Đấy, V21 này em báo giá luôn, giá chỉ có 50.000 thôi. Đấy, bình thường các bác ra quán xá ra ít thì người ta phải bán cho bác khoảng tầm 70-80.000 một cái. Đấy, bên em gửi bác giá siêu tốt luôn. Đấy, inox 304 mà nó chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, tay cạt rất êm, về các bác kết nối vào những cái gen 21, những cái vòi nước có sẵn nhà mình ấy. Đấy, các bác thay những cái vòi nhựa đi, chuyển sang dùng những con vòi inox cho em rất là bền luôn. Đấy, sử dụng ok, tay cạt nhẹ nhàng tình cảm nhá, 50k một cái thôi. Vòi đơn V21 nhá, có nhá, vòi đơn V21 50k, inox 304 luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lọ gia vị này, các bác lên mã giúp em sẽ là cái lọ đựng gia vị nhá. Đấy, lọ đựng gia vị em bán giá luôn, một lọ này hiện tại em đang bán giá sẽ là 15k nhá, 15k một cái lọ gia vị nhá. Đấy, 15k một lọ, giá rất hạt rẻ bình dân, mà về các bác dùng đựng gia vị cực kỳ hay luôn. Đấy, cái này em dùng rồi hay lắm. Ở đây sản phẩm thì cái phần thân của nó là bằng thủy tinh nhá, nên các bác dùng rất yên tâm rồi. Đấy, và đi kèm thì sẽ có là phần nắp này và một cái rất là hay. Đấy, thì về thì các bác tháo cái này ra. Đấy, sau đó các bác lắp vào đây xem, lắp vào đây, gen xoáy mà, lắp vào đây, sau đó các bác đổ gia vị vào và các bác lấy cái phần núm lồi này và một cái thìa này các bác cắm vào. Đấy, các bác cắm vô đây. Đấy, các bác cắm chặt vào nhá, và lúc nào mà các bác lấy gia vị thì các bác bình thường các bác đậy nhầy nhá, còn nếu các bác muốn lấy gia vị các bác mở nắp ra xúc xem cái hất ra, xúc gia vị mì chính mắm muối thứ các bác xúc cái hất ra, thế là xong. Đấy, không cần mình bình thường là các bác cứ hay phải thò tay, hoặc thậm chí là khi mà tay ướt các bác thò vào đấy hay bị ướt gia vị, rất là khó dùng mà rất là
khó sử dụng nhá, thì các bác mua trong này về một cái sản phẩm rất thông minh luôn. Đấy, chỉ việc cầm một cái núm này, rút ra cái, lấy gia vị hất ra cái, tra vào. Đấy, khi mà tra xong cái lại đậy kín vào. Đó, kín mít ngon lành luôn nhá. Phần trên này nhựa ABS, phần dưới thì là thủy tinh trong suốt rất chắc chắn luôn. 15k một cái lọ thôi nhá, chỉ có 15.000. Lên mã em sẽ cái lọ gia vị nhá, 15k một cái. À, về một số cái mã hàng thiết bị điện để cho các bác sử dụng trong cái dịp chuẩn bị đến cuối năm này. Đấy, về phích cắm, ổ cắm, rồi cả át nhất về các bác lắp đặt sửa chữa lại điện đó cho mình nè. Đó thì đây, lên luôn cho bác đó là cái con át cóc 30A nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn 40.000 một con át cóc 30A nha. Đấy, 40.000 một con thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Hàng này thì của Việt Nam, sản phẩm của công ty Lan Phượng này, cụm công nghiệp Đoàn Tùng Thanh Miện Hải Dương này. Đó. Cầu giao an toàn nhá. Con này thì nó là cái át cóc. Át cóc nhưng mà các bác có thể làm át tổng luôn. Đấy, công suất của dòng này của nó là 30A, cái mã anh em đang bán là 30A nhá. Đó. Thì đây. 30A này. Đấy, dùng các bác dùng để đóng ngắt này rồi là chống chập cháy thoải mái luôn. Con này thì nó không chống giật đâu nhá, nó chỉ có chống chập cháy thôi. Chống chập cháy thì át nó cũng nhảy luôn. Đấy, rồi là chống quá tải này. Đó. Rồi là dùng để đóng ngắt được luôn này. Đấy, ví dụ các bác dùng để đóng ngắt tổng nhà này, rồi là tổng ngoài cột này, đó, rồi là làm tổng phòng cũng được luôn. Đấy, nói chung là nó cũng khá là hay, mà nó giá là hạt rẻ, nó bình dân, mình không cần quá nhiều cái công năng sử dụng thì mình dùng con này cũng hợp lý, đó, mà giá nó hợp lý. Át cóc 30A nhá, 40.000 một con này, đấy, công suất là 30A, nó là dòng át cóc nhá. Thì về các bác có thể là lắp vào hộp hoặc là lắp vào hộp điện nhà mình cũng ok. Đấy, hai cực vào hai cực ra đây. Đấy, chân của nó sẽ là chân đồng xịn ok luôn, đó. Rất chắc chắn nha, chắc chắn lắm. Đó. Chống chập, chống cháy, rồi là đóng ngắt, chống quá tải ok luôn. Công suất 30A, 40.000 một con này, hàng của Việt Nam nhá, hàng của Việt Nam. Đấy, thiết bị điện Việt Nam này, át cóc 30A 40.000. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác là cái hộp nha. Cái hộp át này thì các bác cứ lên mã cho em xem cái vỏ át. Vỏ của con át cóc thì đang bán cho bác là một cái vỏ này là 10.000, nó là vỏ nhựa. Cái này thì trong những trường hợp mà các bác lắp nổi là một này, rồi ví dụ như là mình không có hộp kỹ thuật thì mình có thể lắp nổi thì mình dùng cái hộp này cho em. Thì khi mà các lắp cái hộp này vào rất là đẹp luôn đây. Khi em lắp cái hộp này vào này, các bác nhìn này, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, lắp cái hộp này vào là nhìn uy tín luôn. Nhìn sang cực kỳ, đẹp cực kỳ luôn nhá. Đấy, lắp cái đế này vào bắn vào tường, sau đó các bác úp cái hộp này lên. Quá ok luôn. Đấy, có cả lỗ để cho dây ra. Rất là hợp lý nha các bác nhá. Con này cái vỏ hộp này, cái vỏ át như này thì bên em đang gửi bác là 10.000, còn cái con át này thì là 40.000, lấy cả vỏ cái hộp là 50.000 luôn. Đây, như một bộ như này là cả vỏ cả át như này là 50.000 này. Đó, rất xịn sò ok luôn. Đấy, về các bác dùng làm đóng ngắt, chống chập cháy, chống quá tải các thứ là cũng hợp lý rồi. Làm tổng phòng hoặc là tổng nhà, tổng gia đình cũng ok luôn. Đấy, dùng được điện 220 thôi nhá. Hàng của Việt Nam mà nên là người Việt dùng là quá ok rồi. Tiếp theo thì lên cho bác một cái mã mới, đó là cái ổ điện 8.000W này. Đấy, ổ điện siêu chịu tải nhá. Con này thì các bác xài những cái con máy lớn, những cái con máy công suất cao. Đấy, đây, chuyên dùng cho thợ công trình này, các thiết bị điện có công suất lớn này, thiết bị văn phòng này, máy vi tính này, lò vi sóng, nồi lẩu, bếp điện từ này, tủ lạnh, ấm siêu tốc, nồi cơm điện này. Đó. Ưu điểm là mặt ổ làm bằng nhựa ABS chống cháy nhá, vỏ siêu bền chịu va đập này, lõi sứ chống cháy, có lò xo tăng lực kẹp chống mô ve. Chịu được 3 thiết bị công suất 2.000W cùng một lúc. Đấy, thì chịu tổng được của nó lên đến là 8.000W luôn. Ổ xịn chắc chắn lắm, ổ cầm nặng trịch luôn. Ngoài ra thì có cả đèn báo nhá. Một cái ổ này của nó là 1, 2, 3, 4 lỗ này. Chân dẹt, chân tròn các bác cắm là hết luôn. Chân 3, chân 4, chân cắm ok. Đấy, cái này thì nó chỉ có nguyên ổ thôi. Về thì các bác có dây, các bác lắp dây vào cho em nhá. Cái này thì hàng này nó chỉ có nguyên ổ thôi. Đấy. Ổ điện không kèm dây nhá, chỉ có nguyên ổ không là 50.000 nhá, 50.000. Các bác cứ lên mã giúp em xem cái ổ điện chịu tải, siêu chịu tải nhá, 8.000W nhá. 50.000 một cái này. Đấy, 50.000 một cái này thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân mà ổ rất chắc chắn, xịn sò ok. Đấy, hàng này thì cũng cùng hãng với lại cái con S kia. Đấy, cũng của công ty điện thiết bị điện cao cấp Fanagon này. Đấy, cái này cũng công ty thì cũng rất là nổi tiếng, chuyên dùng sử dụng sản xuất thiết bị điện. Đấy, cho người Việt Nam. Nên là các bác yên tâm rồi. Đấy, toàn hàng ưu Việt thôi. Rất ok nhá. Ổ điện siêu chịu tải 8.000W nhá, 8.000W, 50.000 một cái này. Nó chỉ nguyên ổ nhá. Về là bác có dây các bác đấu vào. Cái này thì bên em bán chỉ nguyên ổ thôi, giá là nguyên ổ là 50.000. Ngoài ra thì có cái loại 6.000W nhá. 6.000W thì con này thì là giá của nó sẽ là 80.000. Con này thì nó lại có kèm cả dây. Đấy, thì tùy nhu cầu nhá. Đấy, tùy nhu cầu.
em có hai loại như thế. Con này là 6.000W này, 6.000W thì nó sẽ có 3 ổ cắm, có cả đèn báo và có cả dây luôn. Dây của nó sẽ là dây đúc. Con này dây mềm, dây dây mềm này. Dây mềm chịu tải cao, phích rồi là ổ đúc liền luôn. Đó, đây. Một cái ổ của nó như này. Giá của nó sẽ là 80.000 nhá, 80.000. Chịu tải lên đến là 6.000W này. Đấy, 6.000W nhá. Hàng cũng của Phanagon này, tiện dụng mà vừa giá này. Chuyên dùng cho thiết bị văn phòng, máy tính, máy in này, máy photocopy này, thiết bị điện gia đình này, lò vi sóng, nồi lẩu này, thiết bị cầm tay, máy công trình này. Đồ gia dụng có công suất lên đến là 6.000W nhá. Đấy, cũng có các đặc điểm ưu điểm là chống cháy, chống vỡ này, rồi là tiện dụng này, rồi là có kẹp lò xo chống mô ve thứ này. Nói chung là toàn những tính năng ưu việt thôi. Đấy, con này thì nó có kèm cả dây, thì về các bác xài sử dụng, các bác lắp đặt, hoặc là ví dụ về con này về các bác lắp những cái cắm những cái nồi lẩu này, rồi là bếp từ thứ này. Đấy, nói chung nó cũng khá là hay đấy, mà giá là hạt rẻ bình dân. Chịu tải 6.000W nhá, 6.000W thì là 80.000, còn cái loại mà nguyên ổ không 8.000W thì là 50.000. Đấy, tùy nhu cầu các bác lấy loại nào có báo nha, em gửi cho bác loại đấy nhá. Đó, đây 6.000 đây, 6.000, 80.000 có kèm cả dây. Đó, đây là 6.000 đây. Còn cái loại này là 8.000. Chỉ có nguyên ổ không thôi, không kèm dây. Về các bác có dây tự đấu vào nhá. Là 50.000 một cái này các bác nhá. Đây, về cho bác một ít kia mã dây dây thông cống hàng hàng nước ngoài này. Cái này hàng bãi em không rõ là nước nào, nhưng mà cái này ở đây là nó trị giá là 2,99 euro thì là hàng của châu Âu đâu ạ, hàng của châu Âu. Đây hãng của nó đây, Carap này. Đấy, cái này là cái dây thông cống kiểu dạng dây dây để các bác quay ấy, các bác cho vào các bác quay ấy, để các bác thông thông cái cống nhà mình, mỗi lần nó bị tắc hay là ví dụ như là tóc rác giờ nó cặn ở trong cái cống nhà mình thì các bác dùng cái dây này, các bác thọc nó xuống, sau đó là các bác dùng cái tay quay này. Đấy, dùng cái tay quay các bác quay. Đấy, quay thì nó sẽ cuốn cái rác vào và các bác kéo được lên. Đấy, để dùng để thông cống nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là dây thông cống kiểu dạng lò xo đấy. Đấy, dây thông cống 1,5 m nhá, dây này 1,5 m. Đấy, hàng châu Âu. Đấy, hàng châu Âu, hàng xịn luôn đấy các bạn. Hàng xịn vẫn còn nguyên tang mác, hàng nó là hàng thanh lý siêu thị rất là xịn luôn. Đó, đây các bạn nhìn lò xo này, rất là dày đẹp chắc chắn luôn. Cái này thì em bán 50.000 một bộ này các nhá, 50.000 một cái này. Đấy, cứ lên mã giúp em sẽ là cái sợi dây quay này để thông cống này. Đấy, quay tay quay này để thông cống. Giá của nó sẽ là 50.000, dây dài 1,5 m thôi nhá. Đấy, 1,5 m thì các bác sử dụng gia đình, thông những cái cống gia đình thì mình là quá ok rồi. Tóc rác các thứ giờ nó bị cặn, bị tắc cống thì các bác dùng cái này, dụng cụ này để các bác thông cho em nhá. Đấy, dụng cụ dây cứ lên mã thì em sẽ là cái dụng cụ hoặc là dây thông cống nhá, dây thông cống dài 1,5 m nhá, 50.000 một cái sợi dây nhá. Đấy, 50.000 một cái sợi dây nhá. Đấy, hàng châu Âu đấy các nhá. Đấy, bình thường là giá nó đang bán ở siêu thị của nó là 2,99 euro này. Đấy, nó cũng đắt đấy, nó phải rơi vào tầm mấy trăm nghìn một sợi đấy các nhá. Đấy, bên em thanh lý giá hàng thanh lý thì chỉ có 50.000 thôi các nhá. Tiếp theo này em về mấy kia mã lò xo này. Đấy, lò xo to nhỏ lẫn lộn nhá, về cho các bác sử dụng. Hàng này cũng là hàng thanh lý ở siêu thị, hàng bãi kiểu dạng bãi châu Âu thôi nhá. Đấy, hàng thanh lý công rất xịn sò, hàng công ty luôn nhá. Đây, đấy, nó sẽ có lẫn lộn cả to nhỏ luôn để về các bác xài, đặc biệt cho anh em nào thợ thuyền sửa chữa này, rồi các bác lắp cho lò xo chân trống này, rồi là những cái lò xo dụng cụ mà nó có lò xo đấy, về các bác dùng để chế cháo nhá. Hàng dày đẹp lắm, các bác nhìn này, hàng dày đẹp, thép bóng đẹp luôn. Đó, đây rất xịn sò, ok. Cái này thì em sẽ bán cân ký nhá. Đấy, chỗ này em đang cân là của nó là đi nửa cân này, nửa cân thì nó được khoảng tầm 2, 4, 6, 8 chục. Đấy, một chục cái lò xo như này. Đấy, cái này thì có thể là nó sẽ ít hơn hoặc có thể nhiều hơn, vì cái này anh em đang cân mẫu cho bác một mẻ thôi, chứ còn ví dụ như là các bác nhiều khi là anh em nhặt có thể nó sẽ hơn. Đấy, vì nó to nhỏ nó lẫn lộn mà, nên là hàng bốc xô, nên là nó nói chung là nó cứ khoảng nhá, khoảng tầm chục cái một nửa cân. Đấy, thì các bác cứ lên mã nha, em sẽ là cái lò xo cân ký. À, một nửa cân như này thì bên em một nửa ký nhá. Đấy, một nửa ký 0,5 kg thì sẽ có giá là 30.000. Đấy, tính ra nếu mà một chục cái nhà thì nó rơi vào có 3.000 một cái thôi. Giá rất là rẻ mà lò xo rất là xịn luôn. Đây, đấy, chỗ này là một nửa cân đây này. Đây, chỗ này em đang cân là một nửa cân đây này. Đó là 30.000 nhá, 30.000. Giá quá bình dân luôn. Đấy, các bác mua một nửa cân này về xài thoải mái luôn. Đấy, thay những cái lò xo chân trống nhà mình nó đang bị hỏng hóc này,
rồi là những cái thiết bị nhiều khi nó dùng những cái lò xo về các bác xài sử dụng thay tháo nó vào là ok. Đấy, hàng mới nhá, hàng vẫn còn mới, hàng thanh lý công ty vẫn còn mới keo luôn này. Đó, lò xo cân ký nhá, đó, một nửa ký là 30.000, rất là xịn xò luôn. Tiếp theo thì ở đây em có một ít cái mã quạt xò, quạt tản nhiệt của Panasonic cái này. À đâu, cái này của Toshiba nhá, cái này của Toshiba nó dùng điện là dùng điện 5V. Đấy, 0.22A. Mã của nó sẽ là C986C này. Đấy, chuyên dùng cho các bác sử dụng thay tháo vào những cái con quạt tản nhiệt ở trong máy tính này, rồi là những cái thiết bị sử dụng này. Đấy, nó là dạng quạt xò, quạt tản nhiệt nhá. Đấy, quạt xò còn tản nhiệt. Các bác cũng có thể mua về để các bác chế cháo nhiều thứ. Nó dùng cái nguồn 5V nên là nó cũng khá là dễ sử dụng, dễ lắp đặt, dễ chế cháo nhá. Đó thì cái này bên em sẽ bán theo cái, một cái này thì là 10.000. Đấy, một cái này là 10.000, còn các bác lấy 3 cái nhá. 3 cái như này thì sẽ có giá là 20.000. Đấy, 3 cái là 20.000 thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái quạt xò. Đấy, quạt xò của Toshiba. Đấy, hàng tháo máy của Toshiba này. Đó, Toshiba sử dụng giúp em là điện 5V nhá. Sử dụng giúp em sẽ là điện 5V của Toshiba, quạt xò nhá, quạt xò Toshiba. 10.000 một cái, lấy 3 cái thì sẽ có giá là 20.000. Đây, nó có cái đầu dây nguồn ra này. Đấy, có cái đầu dây nguồn ra để về các bác đấu nối chế cháo sử dụng nhá. Đó. 10.000 một cái, 3 cái 20.000. Đó, quạt xò của Toshiba có nhá. Sử dụng nguồn là nguồn 5V. Rồi tiếp theo thì là lên cho bác đó là cái dụng cụ dao làm bánh này. Cái này thì nó là công, nó có một ít cái mã này. Thì em cái này em không chuyên bán đâu, nhưng mà có một ít cái mã này nó là công thì thôi lên quay bán luôn đi bác, bán nhanh thôi. Cái giá này thì chắc là giá này gần như là giá bán ve chai bác rồi. 10.000 một cây này. Về chuyên để cho các bác làm bánh, bác nào hay làm bánh gato ấy, rồi là bánh kem các thứ giờ. Đặc biệt cho những cái chỗ cửa hàng làm bánh rất là xịn. Hàng này cũng hàng hàng thanh lý siêu thị Nhật luôn nhá. Rất là xịn, đây là các bác nhìn này, toàn chữ Nhật đây này. Đó, toàn chữ Nhật luôn. Đó, hàng thanh lý siêu thị Nhật. Em bán giá ve chai đồng nát cho bác thôi. 10.000 các bác nhá. 10.000 một cái cây dao làm bánh như này. Đấy, 10.000 một cây. Tay cầm cán gỗ rất chắc chắn luôn. Đấy, các bác dùng để vuốt bánh kem này, rồi là cắt bánh các thứ là cũng ok luôn. Đấy. Nói chung là dụng cụ dao làm bánh nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái dao làm bánh. Bên em thanh lý xả kho cái mã này chỉ có 10.000 một cây thôi. Đấy, 10.000 một cái cây dao làm bánh nha. 10.000 một cây. Đấy, cái nào bác nào mà nếu mà con thép này chắc em nghĩ là bác nào mà có chút tay nghề về các bác mài có khi thành con dao luôn. Đấy, về các bác mài có khi thành một bên là thành một lưỡi dao để về các bác cũng có thể cắt được luôn này. Đấy, thì về các bác mua về chế cháo hoặc sử dụng hoặc là xài nhá. Đó, 10.000 một cây nè. Dao làm bánh nhá. Cứ lên mã em sẽ được cây dao làm bánh, 10.000 một cây. Hàng thanh lý của siêu thị Nhật nó vẫn còn nguyên cái tang mác này. Đấy, vẫn nguyên tang mác toàn chữ Nhật hết này. Đó. 10.000 một cây nhá, dao làm bánh. Con này thì chiều dài nó rơi khoảng tầm 30 cm, cái phần bản lưỡi của nó dài khoảng tầm 20 nhá. Đó, nó khá là dày, rất là chắn. Đó, 10.000 một cây thôi. Giá thanh lý bán ve chai bác luôn. Cái đèn mã đèn âm trần này, cái này thì em cũng bán hộ đâu nhá, bán hộ thôi. Số lượng không nhiều đâu bác, chắc khoảng tầm hơn 20 con. Hàng họ thanh lý cửa hàng cái mã này thì nó kiểu nó không còn nữa ấy, vì nó hết cái mã này, nó cắt cái mã, nó không sản xuất mã này rồi. Thì còn ít cái mã này em thanh lý hộ cửa hàng này. Đấy. Hàng của công ty thiết bị điện G8 này. Đó, hàng của Việt Nam nhá, hàng Việt Nam. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn âm trần. Đó, con này thì em thanh lý xả cái mã luôn. 50.000 một cái mã đèn âm trần này, công suất của nó sẽ là 7W nhá, 7W. Góc chiếu là 105 độ này. Con này như là của nó là nó có mấy màu ạ. Em test nó có mấy màu luôn đấy, có cả màu trắng, cả màu vàng luôn ạ. Đấy, có cả màu trắng, cả màu vàng luôn. Đó. Nói chung là về các bác lắp thay thế những cái đèn trần nhà mình. Đèn đẹp lắm, đây. Đấy, quay bác luôn. Đấy, thiết kế chỉ vàng rất đẹp nhá. Nhìn sang trọng lịch sự mà. Thiết kế rất đẹp, đây có cả lẫy cài này đủ luôn này. Đó, rồi là dây này. Cái mã này sản xuất là ngày xuất của nó là 15 tháng 11 2023 này. Đấy, hàng này cái mã này của nó hết nên là nó thanh lý. Đấy, thanh lý xả cái mã này để nó làm cái mã mới mà, nên là giá nó tốt. Thương hiệu trách nhiệm thiết bị điện G8 này. Công suất là 7W này. Sử dụng giúp em là điện 220 nhá. À đây này, đổi màu này các bác nhìn này. Đấy, nó in cả chữ đổi màu, tức là nó có cả màu trắng, màu vàng, màu trung tính đấy. Đó. Xịn lắm. Chắc chắn cực kỳ luôn nhá. Chắc chắn mà cái đây cái lò xo này cũng thiết kế rất chắc chắn này. Về các bác cài lên là xài thôi. Đó. Đèn âm trần nhau nhá, đèn đèn âm trần. Đó. 50.000 một con.
Cái này thì số lượng hơn 20 con nhá, không có nhiều đâu. Bác nào mà chốt hết thì báo em để cho bác giá tốt luôn. Ở công suất 7W nhá. Đèn âm trần 50.000. Cái này các bác cứ ra cửa hàng hiệu thì 80-90.000 một con. Thoải mái luôn, thật sự. Đây thì em bán thành lý cho bác, thành lý hộ thôi. Chỉ có 50.000 thôi. Đó, đèn âm trần nhá, 50.000 một con này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái mic hát karaoke của Mỹ này. Đó thì em báo giá luôn lên mã cho em sẽ là cái mic hát karaoke của Mỹ nhá. Đấy, mic Mỹ có dây này. À, một cái chiếc mic Mỹ này giá của nó sẽ là đi 290.000 nhá, 290.000, và bây giờ em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, 290.000 một chiếc mic Mỹ có dây nhá. Đấy, con này thì thu cực kỳ tốt luôn, âm thanh trong trẻo nhá, nghe hát thu hát rất là hay. Đấy, nói chung là như ca sĩ luôn nhá. Này em bán khá nhiều rồi, các bác khen rất là hay luôn. Đấy, các bác khen hát thu tốt, không bị hú này, mà thứ hai là nghe trong nhá, nghe trong đây. Đấy, cái thanh thu ra nghe rất là trong. Hàng này của Su nhá. Đấy, cờ Mỹ này. Đó. À, em chỉ luôn cái nút on off nhá. Nhiều bác về là bảo là không biết cái nút on off ở đâu. Thì Mỹ đôi khi là hàng châu Âu, đôi khi người ta thiết kế nó hơi dị một chút. Thì đây, cái nút on off của nó ở sẽ ở đây nhá. Thì các bác xoay cái vòng này. Đấy, xoay về cái bên chỉ off thì nó là off. Còn các bác chỉ xem cái phần on nó chỉ về nào thì các bác xoay về đấy thì nó sẽ là bật. Đấy, còn off về này thì là tắt nhá. Đấy, và đây bên trong nội thất này em xoáy bác con. Đó, đây rất đẹp luôn, thiết kế cực kỳ chất lượng nha. Đây made in USA này. Đấy, các bác thấy dấu made in USA chưa? Đó, thiết kế rất chắc chắn nhá, đẹp lắm. Đấy, cái này thì các bác có thể vệ sinh, tháo ra các bác vệ sinh cho em thoải mái luôn. Đấy, đấy là cái phần màng chắn gió chắn bụi thứ này. Đó, rất đẹp luôn, thiết kế một chiếc mic rất đẹp nhá. Đó, và đây đi kèm thì sẽ có là dây của nó dài chắc là dây 5m nhá, dây 5m này, dây 5m, dây đây made in USA này. Đó, made in USA nhá, rất xịn luôn. Dây chống gập chống rối nhá, dây chống gập chống rối, các bác nhìn cái phần đầu khuy nó này. Đấy, thiết kế này các bạn, đẹp dã man luôn. Đấy, trong vắt luôn nhá, nhìn rất đẹp luôn. Đấy, nhìn nó từ cái đầu khuy thứ là nó kết nối, nó thấy nó rất là chắc chắn rồi. Thì về các bác kết nối vào đây cho. Đấy, cắm vào đây. Các bác nhìn cắm cho nó đúng chân nhá. Đấy, cắm cho đúng chân. Đựa cắm đúng chân là ok. Đó, các bác cắm kêu tay cá là xong. Đấy, còn cái phần này các bác cắm trực tiếp vào trong âm ly, những cái thiết bị nó thu phát âm thanh, các bác cắm vô là xong. Đó, thiết kế rất chắc chắn. Các bác nhìn phần mic này, thiết kế cực kỳ là sắc sảo và đẹp luôn. Đó, giá thì bên em gửi bác giá một chiếc mic của Mỹ này sẽ là 290.000 nhá, bao gồm là một thân mic và đi kèm là một sợi dây chống gập chống rối nhá. Mic thì thu rõ tốt. Đấy, âm thanh trong trẻo nhá, và xịn chất lượng. Nói chung là em bán khá nhiều rồi, các bác phản hồi về hát hay như ca sĩ luôn, các bác có thể hát rất là hay luôn. Đó, 290k thôi nhá, mic Mỹ có dây 290k và bao ship cho bác tận nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái thắt lưng cá sấu vàng này. Lên mã cho em sẽ là cái hộp thắt lưng cá sấu vàng nhá. Đây, một hộp của nó nha. Đấy, đẹp cực kỳ luôn. Cái này các bác cũng có thể mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng cho em, rất đẹp luôn. Đây, đó, quá đẹp luôn này. Đây, à, tại sao gọi là cá sấu hộp vàng thì đây, bên trong hộp của nó là màu vàng thì em gọi luôn sẽ là hộp thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá. Đấy, thắt lưng cá sấu hộp vàng là một bộ nhài là 130.000 ạ, chỉ có 130.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, bình thường là các bác mua ra quán ra xá giờ mà nó chỉ có nguyên dây không có hộp hiếc gì, nó là rơi khoảng tầm 150.000 một sợi rồi. Đây, bên em bán cả hộp cả dây luôn, nó chỉ có 130.000 thôi. Các bác mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, mua về sử dụng này, mua về sưu tầm. Đấy, bình thường ví dụ các bác mua thắt lưng về xài là các bác được lời thêm một cái hộp nữa rồi. Đấy, về các bác để đồ đẹp, đấy, rất là đẹp luôn. Đó, đây logo là cốt này, cực kỳ xịn này. Còn đây là thắt lưng nhá, mặt rất đẹp luôn. Đây, mặt rất đẹp. Đấy, mặt mạ vàng cực kỳ đẹp này. Đấy, logo hình cá sấu này, có tang mác các thứ đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, hàng này hàng thanh lý siêu thị Nhật nhá. Đây này, của nó nếu mà bình thường là trong Nhật người ta đang bán là 1.888 yên này này. Đấy, giá rất cao luôn nhá, giá rất cao luôn đấy. Mặt rất đẹp luôn. Và đây là phần dây nhá, dây của nó vân lên rất ok nhá. Đấy, vân cá sấu lên cực kỳ đẹp này. Rồi là cái phần da nó rất là mềm, da mềm dã man luôn. Đấy, và dạng này sẽ là dạng lẫy cài nhá. Đấy, dạng khuy lẫy cài. Đó, dạng khuy lẫy cài. Thì một sợi dây thắt lưng này, cả hộp cả dây thì hiện tại em đang gửi bác giá một cái sợi thắt lưng cá sấu hộp vàng, giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k một cái hộp sợi thắt lưng cá sấu vàng, bao gồm là cả hộp cả dây luôn nhá. Đấy, cả hộp cả dây gửi các bác luôn. Đó, vỏ da bên ngoài hộp cũng rất là đẹp luôn này. Đấy, có phần
móc đeo, các bác có thể sách mang đi mang lại, mua về làm quà biếu tặng, sách đi nhìn cũng rất là sang trọng lịch sự luôn nhá. Đó, hộp thắt lưng cá sấu, thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá, 130.000 một chiếc thắt lưng cá sấu vàng, bao gồm là cả hộp và cả dây luôn, là 130.000, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, các bác cứ ra quán các bác mua thoải mái luôn, hộp không mà cái chất lượng thắt lưng cũng không được ngay luôn, mà giá nó rồi còn tầm 150-200 rồi. Tại vì em bán gọi là cái giá chiên, giá cái giá gọi là giá siêu tốt luôn rồi, nó chỉ có 130.000 thôi, giá rất hạt rẻ, bình dân dễ mua nhá. Thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá, 130k một sợi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ áo mưa của Tú Phong này. Đấy, hàng này thì hàng của Việt Nam nhá, hàng của Việt Nam nhưng mà cực kỳ chất lượng luôn, bộ áo mưa. Đấy, bắt đầu đang vào mùa mưa rồi này. Đấy, thì các bác mua cho cái bộ về, các bác sắm bộ về. Đấy, các bác đi làm này, rồi là đi học, đi chơi. Đấy, mình mua cho em một cái bộ này về dùng rất ok. Đấy, 100% thì không thấm nước nhá. Đấy, sản phẩm tin cậy, dịch vụ hoàn hảo, nhãn hiệu ưa dùng do người tiêu dùng mình chọn nhá, đạt rất nhiều cúp luôn. Đấy, nói chung là cái thương hiệu Tú Phong rất nổi tiếng, chuyên về sản xuất áo mưa nhá, bộ áo mưa. Đấy, hàng này của nó là hàng hai lớp nhá, chống mưa và chống lạnh nhá. Đấy, VIP 1 này, cực kỳ chất lượng luôn, đóng gói rất ok. Sản phẩm này thì nguyên hộp nha. Đấy, một bộ nhá, bao gồm là cả quần và cả áo luôn nhá. Đấy, bao gồm là cả quần và cả áo luôn. Đấy, thì đây, hàng của nó hàng hai lớp nhá, chống nước cực kỳ tốt luôn và rất chắc chắn, dày rất dày, dày chắc chắn lắm. Đấy, may khâu cái thứ này, đường kim mũ chỉ này. Đấy, may khâu rất cẩn thận đó nhá. Đó, thì đây, quần này, này. Đấy, quần. Đấy, quần thì đai của nó sẽ là đai chun nhá, nên là các bác bụng to bụng nhỏ là các bác đeo là hết luôn. Đấy, đai chun này thì nó free size. Đấy, dạng bụng to bụng nhỏ là các bác đeo vừa hết luôn. Đấy, đây là quần thôi nhá, đây là quần này. Đó, quần rất chắc chắn luôn. Và tiếp theo là áo này. Đấy, áo màu xanh rất đặc trưng nhá. Đấy, ví dụ các bác đi trong trời tối mà người đối diện vẫn có thể quan sát được các bác thôi nhá. Đấy, dạng ánh sáng xanh phản quang, có phản quang luôn, nên các bác đi buổi tối cũng rất an toàn. Đó, đây phần khóa kéo này, rồi là phần cài các thứ nhá, rất cẩn thận, làm rất cẩn thận bên trong nhá. Bên trong thì hai lớp luôn. Đấy, một lớp bên ngoài thì là lớp áo mưa chống nước này, bên trong thì giữ ấm quá nhá, giữ ấm, nên là ví dụ các bác đi vào mùa hè mùa đông được hết luôn. Đấy, mùa hè thì các bác xài chức năng chống mưa, mùa đông thì các bác sử dụng làm áo chống rét quá nhá. Đấy, đi ngoài đường rét mướt nhiều. Đây, ở phần tay nó có bo chun này. Đấy, nó rất là ôm tay luôn. Đó, rồi cả cái phần đây này, cái phần co kéo này để các bác co nó vào để cho nó vừa với cái ống tay của bác nhá. Đấy, có cả phần chỉnh cỡ tay luôn. Đấy, nói chung là hàng rất là đẹp nhá, giày rất là chắn luôn, cả quần cả áo. Thì đây, khi mà mặc lên các bác nhìn này, người mẫu mặc lên thì rất đẹp luôn. Đấy, cả quần cả áo này nhìn rất ok, kiểu dáng thể thao, trẻ trung năng động. Đấy, gọn gàng. Nói chung là các bác hay đi nhiều ngoài đường nên sắm một bộ này các bác, nên sắm một bộ này. Bình thường này các bác hay mua những cái bộ mà giá rẻ ấy, mà ví dụ như là những cái áo mưa choàng rất là lích kích mà hoạt động rồi là lái xe thứ là nhiều khi rất là mất an toàn. Đấy, chẳng may là áo mưa thứ là nó lòa xòa, nó quấn vào bánh xe thứ rất nhiều những cái vụ đó, rất là nguy hiểm. Đấy, các bác mua trong cái bộ này về gọn gàng, các bác đi xe đạp xe máy rồi là các thứ giờ nó cũng rất là ok, dễ điều khiển xe và nó an toàn nhé. Đấy, an toàn. Nói chung là hàng Tú Phong này thì có yên tâm về chất lượng rồi, giá của nó thì cũng bình dân thôi. Đó, thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ áo mưa của Tú Phong nhá. Đấy, bộ áo mưa của Tú Phong kiểu dáng thể thao, đẹp chất lượng, hàng VIP 1 nhá. Giá của nó hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 220k nhá, 220k, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy là một bộ áo mưa nha. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ áo mưa Tú Phong, 220.000 một bộ áo mưa nha, bao ship tận nhà luôn. Đấy, cả quần và cả áo nữa, về là các bác chỉ việc xài thôi, rất là ok, đẹp lắm, chắc chắn lắm. Đây, có cả tem của Tú Phong này, nó cực kỳ xịn luôn. Cái này thì em bán khá nhiều rồi, các bác dùng rồi là các bác nhiều bác người thân quảng cáo nhau cũng rất cảm ơn các bác nhá. Đấy, nhiều bác người thân về mặc thì rất là thích quảng cáo cho nhau rồi là mua rồi. Đấy, cái con này là em quên giới thiệu, nó có cả mũ luôn nhá, mũ thì nó luồn về sau, nếu mà các bác không thích thì các bác có thể gạt vào sau, còn không thì các bác muốn lấy mũ các bác mở cái này ra và các bác lôi cái mũ cho của nó trong lên là xong. Đấy, có cả mũ mỹ đầy đủ hết luôn nhá. Và một bộ áo mưa của Tú Phong nhá, 220k nhá, 220k một bộ bao ship tận nhà, bao gồm là cả quần và cả áo luôn các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bộ dao đức 3 cây này. Đấy, lên mã thì em sẽ là cái bộ dao đức 3 cây nhá, và em báo giá luôn. Bộ này hiện tại em đang có giá là 130k bộ nhá, 130k một cái bộ dao đức 3 cây này. Lên mã thì em sẽ là cái bộ dao đức các bác nhá. Đấy, 3 cây. Đấy, 3 cây, hàng của Guilin thôi nhá, 130.000 một cái bộ dao đức 3 cây nhá.
đấy, chỉ 130.000 thôi, giá rất hạt rẻ phải chăng. Đấy, logo Willing này, hình hai thằng người này, đó rất xịn sò. Sản phẩm này thì mới keo nguyên hộp luôn nhá, đấy, mới keo nguyên hộp luôn. Về các bác để mua về làm quà này, biếu tặng này, mua về sử dụng cho em rất là ok. Đấy, một set của nó 3 dao này, đấy, dao chặt, dao thái có đủ cá luôn. Về bác nào mà dùng gia đình bộ này rất là hợp lý, rồi là mình sử dụng mang đi làm quà, biếu tặng rất đẹp luôn nhá, đóng gói rất kỹ nhá. Đấy, hàng của hãng nó về cái phần đóng gói thứ giờ nó cũng rất là cẩn thận, ngay từ khâu đóng gói rồi đấy cho đến sản phẩm đưa ra thị trường cho người tiêu dùng cũng rất là cẩn thận luôn. Đây, đầu tiên là một cái con dao chuyên lọc thái phi lê này. Đấy, đây logo Willing có dập là trên thân của sản phẩm nhá, phần vân gỗ làm thiết kế rất đẹp này, tay cầm có bo inox này. Đấy, đây tay cầm này nó rất vừa tay trường trường dao luôn, các bác dùng để lọc thái phi lê nhá, sắc lắm. Đấy, dòng này thì siêu sắc bén, dòng dao của Đức thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Đó, một con chuyên để lọc thái này. Đấy, một cái con bản thái đấy, nhưng mà nó là dạng thái bản to nhá, thái bản to đấy, nhiều bác rất thích những con thái bản to này. Đấy, ví dụ các bác thái thịt bò thì biết cái thứ các bác xào này chưa. Đấy, nó là dạng thái bản to, vân gỗ này, logo Willing này. Đấy, thiết kế như kia luôn, nhưng có cái là con này là thái bản to đấy. Và đi kèm cho các bác luôn một con nữa, đó là một cái cây dao chuyên để chặt có nhá. Đấy, các bác chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương đấy, rồi là thái được luôn, con này được luôn. Đấy, rất ok, hàng cũng rất sắc bén nhá, sao bác. Đấy, dòng này thì lưỡi siêu sắc luôn, thích cực kỳ. Đấy, cái này em đã dùng một bộ này rồi, dùng ưng lắm các bạn. Đấy thì một bộ ba dao này, đấy, mới nguyên hộp này có nhá, một con lọc thái này, một con thái bản to này, và một con chặt này, chuyên chặt này các bạn này. Đấy là 130.000 một bộ này có nhá, hàng của nó thì sẽ là mới keo nguyên hộp luôn. Đấy, mới keo nguyên hộp luôn nhá, hàng logo Willing này. Đấy, Willing hàng của Đức nhá, rất xịn sò chất lượng luôn, mới keo nguyên hộp. Bộ dao Đức 3 cây nhá, bộ dao Đức 3 cây 130.000 một bộ dao Đức 3 cây này nhá, 130k. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng rất là hay, đó là cái thanh chắn cửa này. Đấy, nhà bác nào mà hay dùng điều hòa nhá, hay dùng điều hòa. Đấy, mà cái khe cửa nó to, các bác dùng điều hòa nhiều ấy. Và ví dụ như khe cửa thứ to thì các bác bật điều hòa lên cái khí nó thoát ra. Đấy, thứ nhất là nó còn làm lạnh lâu, mà thứ hai là nó tốn điện nhá. Rồi là ví dụ như cái khe cửa to bụi biếc nó vào này, thứ hai là côn trùng, đấy, chuột dán nó hay chui vào, thì các bác mua trong cái thanh chắn cửa này về nhá. Đấy, nó rất là bên dưới cái phần khe cửa bên dưới ấy. Đấy, các bác dắt nó vào đây, nó có phần mở ra này, các bác mở ra cho nó vừa. Đấy thì khi mà ấy nó tự động nó co vào nhá. Đấy, và một cái thanh này chiều dài của nó là 90 phân là thoải mái một chiếc cửa rất là to rồi. Đấy, còn nếu mà về thừa thì các bác mình có thể cắt ra thôi nhá, mình có thể cắt đi, thì em báo giá luôn lên mã giúp em sẽ là cái thanh chắn cửa nhá. Đấy, thanh chắn cửa một thanh này chiều dài là 90 cm nhá các bác nhá, 90 cm, 90 phân đấy các bác nhá. Giá của nó thì gửi bác sẽ là 30k nhá, 30k một cái thanh chắn cửa này, 30.000 một thanh chắn cửa, nó là dạng bằng xốp nhá. Bên dưới thì là một cái dạng nó có một cái lớp vải này, đấy, một cái lớp vải, đấy, nó vừa chắn được bụi bẩn này, đấy, rồi là côn trùng nó chui vào, rồi là tránh tình trạng khí khí điều hòa nó lọt ra, đấy, gây tốn điện điều hòa làm lạnh mất thời gian cái thứ rồi. Đấy, các bác mua cho mình cái thanh này về nhá, chắn rất là hay luôn. Đấy, đấy, và ví dụ như là các bác để chẳng may là nhà có hay có trẻ con nữa rồi, đấy, ví dụ người già đi chẳng may hay bị đá chân kẹt chân mà, thì các bác dắt cái thanh vào cũng rất an toàn hiệu quả luôn. Đó, một thanh này nó chỉ có 30.000 thôi, giá rất là hạt rẻ bình dân, mà chiều dài lên đến là 90 cm luôn, về dùng thoải mái một bên cánh cửa to luôn nhá. Đây, các bác cùng xem đến cái video về sản phẩm này. Đây, đấy, về các bác dắt nó vào, đấy, sau các bác dắt nó căng rồi các bác cắt nó đi. Đấy, và ví dụ như là mình có bụi bặm các thứ nó không thể chui được này. Đấy, đấy, rất là sạch nhá. Rồi ví dụ như là côn trùng, chuột dán các thứ là nó không chui được nhá, rất là kín luôn. Đấy, rất là hay quá nhá. Thì chắc chắn phải cần đến cái này. Đây là một cái thanh nẹp xốp chặn khe cửa, công dụng của nó chính là ngăn hơi máy lạnh thoát ra bên ngoài, ngăn bụi bẩn côn trùng vào trong phòng. Bạn hãy thử xem tiền điện máy lạnh mỗi tháng của mình sẽ giảm, rất là bất ngờ đó. Đó, rất là hay nhá. Đấy, về các bác sử dụng cho cái cửa nhà mình, đấy, phòng ngủ, phòng khách, là những cái chỗ nào mà các bác cần cho vào, đấy, chỉ việc cho vào. Đấy, các bác đóng một cái rất là kín luôn, kín mít luôn nhá, ok luôn. Thanh chắn cửa nhá, lên mã thanh chắn cửa, một thanh 90 cm, giá sẽ là 30.000 thanh. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây tiếp tục về cái mã hàng, đó là cái bộ điều khiển từ xa này. Đấy, bộ điều khiển từ xa này giá đi siêu bình dân là rẻ, 90.000 một cái bộ điều khiển từ xa thôi. Đấy, trước thì các bác mất rất là nhiều tiền, về cả 100.000, đấy, rồi là 150.000 mới mua được bộ điều khiển từ xa. Đây, đợt này nó về cái lô này giá siêu hạt rẻ, để bác nào cũng có thể dùng luôn.
Lên mã giúp em xem cái bộ điều khiển từ xa, khoảng cách điều khiển được là tối đa là 100 mét nhá. Giá của nó sẽ là đi 90k một cái bộ điều khiển từ xa này, 90.000 bộ nhá. Con này nó sử dụng được điện 220 nên là các bạn yên tâm nhá. Một bộ sản phẩm này sẽ gồm có là một cái cục nguồn này, đấy về các bác đấu dây vào đây và đi kèm với bác là một cái tay điều khiển nhá. Tay điều khiển này sẽ có là nút on off này. Đấy, nút on là bật lên và nút off là tắt đi, có thế thôi. Đấy, điều khiển nhìn như kiểu là một chiếc chìa khóa xe ô tô luôn, rất là xịn. Đó, đây. Còn đây là cái cục nguồn chính này. Cục nguồn chính thì sẽ có hai bên nhá, AC input tức là vào. Đấy thì các bác nhìn cho em giúp cho em số này, 1 2 thì các bác sẽ đấu giúp em sẽ là nguồn vào. Vào thì các bác vào trực tiếp giúp em là điện 220 nhá, và 3 4 sẽ là ra. Ra thì các bác ví dụ như các bác muốn điều khiển những thiết bị gì thì các bác đấu ra, ví dụ như là bóng điện này, rồi là cái gì nhỉ, bóng điện này, rồi là những cái thiết bị điện sử dụng, ví dụ như là nồi cơm này, rồi là máy bơm này, các thứ này rất ok. Đây, và đi kèm thì sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng để về các bác xài các bác nhá. Đấy, để về các bác xài. Con này thì cái giải nó hoạt động được là giải điện hoạt động, nó có thể hoạt động được trong giải điện từ 12 đến 72V luôn. Đấy, và AC là 220, tức là điện 12 nó cũng có thể hoạt động luôn nhá. Đấy, và cái công suất, nhiều bác hỏi công suất của em, cái công suất của con này thì công suất của nó rơi vào khoảng tầm là đi 30A nhá các bác nhá, 30A, nên là như máy bơm khoảng tầm 3-4 ngựa là xài thoải mái luôn, xài thoải mái luôn. Đấy, chỉ việc là các bác đấu nguồn và các bác đứng từ xa bấm cho em cái điều khiển này là tự động là các bác muốn bật lên các bác bấm on, tắt đi bấm off, thế xong mình không cần phải chạy bật công tắc, thứ rất là mất thời gian nhá. Đấy, bác mua cho em cái này về các bác bấm nhá, rất là ok. À, cái bộ này về các bác điều khiển nhá. Lên mã cho em sẽ cái bộ điều khiển từ xa, khoảng cách là 100 mét nhá, điều khiển được khoảng cách xa nhất là 100 mét nhá. Giá của nó sẽ là 90.000 một bộ thôi. Đấy, tiếp tục hàng lại về. Bữa trước thì đang bán hết hàng. Đấy, hôm nay hàng tiếp tục về, cái mã này rất là hot luôn, cứ về đến đâu hết đấy các bạn. Nó đắt hàng dã man luôn đây. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Khoảng cách thực tế của bộ điều khiển từ xa này là bao nhiêu mét? Các bác cùng em kiểm tra thực tế nha. Lên nào. Với khoảng cách này là 10 mét này, em bật cho các bác xem này. On này. Đấy, và ập. Đấy, vẫn ok. Với khoảng cách này rất là xa rồi. Đấy, bóng đèn nó tít ở đoạn trắng trắng kìa. Thì em bật cho xem này. Đấy, bật này, bóng đèn sáng này. Và gì ạ? Tắt. Đấy, vẫn ok nhá. Với khoảng cách này là 150 mét rồi. Các bác nhìn nó rất là xa luôn. Em mình ở nút bật này. Đấy, và em mình ở nút tắt này. Đấy, không tắt được nhá. Kinh nghiệm là gì ạ? Các bác nhìn mình phải dơ cao lên. Đấy, thì là mình lại tắt được ngay. Cách lắp đặt thì cũng đơn giản ạ. Về các bác chỉ việc đấu 2 dây nguồn vào đây này. Và 2 dây này thì mình đấu ra bóng đèn này hoặc là máy bơm. Đấy, đều được ạ. Có vài chục ngàn thôi mà các bác không cần phải chạy đi chạy lại bật tắt thiết bị, nó vất vả đâu ạ. Đấy, rất hay nhá. Đấy, về các bác lắp đặt vào giúp em. Hai nguồn vào có nhá, 1 2 là vào và 3 4 là ra, có thế thôi, rất là dễ dàng lắp đặt. Đây nó có cả ký hiệu này, nhưng có cái là bằng tiếng Anh. Đấy, input là vào nhá và output là ra nhá. Đấy, 1 2 là vào, 3 4 là ra, có thế thôi. Và các bác dùng cái điều khiển, các bác bấm xem. Đấy, khoảng cách điều khiển là 100 mét nhá, điều khiển rất đẹp luôn. Bộ điều khiển từ xa khoảng cách 100 mét nhá, giá chỉ có 90.000 bộ thôi, giá siêu hạt rẻ mà dùng rất là hay luôn. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác hàng, đó là cái bộ keo gốc nam châm này. Đấy, lên mã nha, thấy cái bộ keo gốc nam châm hàng của Kabushi nhá. Hôm nay thì hàng tiếp tục về. Đấy, bữa trước thì đang bán thì cũng hết hàng. Hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Về chuyên dùng cho các bác làm thợ cơ khí nhá. Con này khi mà các bác sử dụng thì nó có thể keo được góc là 90 độ và keo được một góc là 45 độ nhá. Để các bác hàn những cái vị trí khó các thứ rồi. Các bác nẹp vào những cái thanh kim loại, thanh sắt ấy, nó hút rất là mạnh luôn. Con này hút mạnh lắm. Đây, em sẽ lấy cho bác xem một cái này. Nó là dạng nam châm những kiểu, nó hút kinh lắm. Hút khỏe dã man. Đây có gì này, hút mấy cái nó dính với nhau. Em xách, chiều này em xách lên mấy cái nên nó còn đang dính với nhau đây. Các bác nhìn nó hút nó dính với nhau luôn. Đấy, rất là chặt luôn, hút. Nó dính chặt lắm nhá. Đây nó dính chặt lắm. Đấy. Đó đây không? Đây này. Đó, về các bác dùng để keo góc nhá. Đấy đây. Dính rất là chặt luôn. Đó, keo góc nam châm, mình keo góc ví dụ keo góc 45 độ này. Đấy, 45 độ, keo góc góc vuông 90 độ này. Đây, 90 độ, 45 độ này, rất ok nhá. Lực hít cực kỳ khỏe luôn. Đấy, lực hít rất khỏe nha đây. Con nam châm nó đây nhá. Đấy, cầm rất chắc chắn, hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Và em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái keo góc nam châm. Bên em đang gửi bác một cái keo góc nam châm này về cho anh em thợ hàn, tạo cơ khí, làm nghề làm ngủ các thứ rồi sử dụng gia đình cũng ok luôn. 90k một cái nhá, 90k một cái keo góc nam châm nhá. Lên mã em sẽ là cái keo góc nam châm. Đấy, keo góc nam châm một cái là 90.000 nhá. Đây, các bác cùng xem cái
thực tế về sản phẩm đây đây anh thợ Hôm nay hàng em xin giới thiệu đến các bác nhà mình anh những cái động sử cơ dụng biến này từ thực đấy, ví dụ như là các bác kia những cái con góc vuông này đấy, góc vuông 90 độ nhá, đấy 90 độ đấy, hoặc là góc 45 độ là các bác dùng là các bác kia này, đỡ mất thời gian mà các bác làm nó rất là nhanh các bác nhá. Đấy làm rất là nhanh, làm nó có công cụ đồ nghề nó hỗ trợ này, các bác làm nó nhanh lắm, làm nó dễ làm, dễ làm đây các bác thấy không, rất là hay nhá. Đấy kia những cái góc vuông góc 45 độ giờ quá là ok luôn, đỡ phải căn ke nhiều, dùng cái con này các bác ke xem đấy, vừa nhanh hàn nó chuẩn nó chính xác nhá, đấy mà nó thuận tiện trong cái công việc mình làm đấy, giúp đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian mình làm công việc nhá. Rồi lên mã em cho cái ke góc 500, hàng vừa về xong nhá, rất nhiều bác hỏi cái mã này đang hết hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về nhá, 90k một cái keo góc 500 nha. Về được một ít cái mã hàng rất hay, đó là cái phích điện âm này. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm âm nhá. Đấy, phích cắm âm. Đấy, cái này thì chắc nhiều bác biết rồi, nhưng mà cũng có thể là nhiều bác chưa biết cái mã phích cắm âm này. Đấy thì cái phích cắm âm này rất là hay. Đấy vì các bác đấu nối những cái thiết bị này, ví dụ như là thiết bị camera này, đấy, rồi là những cái thiết bị mà cần dòng dây mà đôi khi là các bác cắt những cái đầu cắm rồi những cái phích của ví dụ như những cái đầu nguồn đi cắt ra để các bác nối vào dây nguồn nó rất là phí đấy, lãng phí, vừa lãng phí cái phích này, ví dụ sau này mình có chuyển ở chỗ khác mình lại phải đi đấu cái phích khác nó rất là mất công, thì các bác mua cho em cái phích này về đấy, về thì các bác đấu trực tiếp vào cái dây nguồn đấy, vào cái thiết bị điện thì các bác cắm trực tiếp vào cho, đó cắm trực tiếp vào cho, thế là xong, thế là các bác xài thôi, nó gọi là cái phích âm nhá. Đấy, bình thường này những cái phích này gọi là phích dương này, vì nó có cái đầu lồi ra thì gọi là phích dương, còn cái phích này thì nó gọi là phích âm thôi nhá. Hàng của nó sẽ là hàng chân đồng nhựa để chống va đập chống cháy, về các bác tháo cho em hai cái lốc ra đấu cái dây nguồn ở đây đấy là nó sẽ cấp điện cho cái phích âm nhà, và các bác chỉ việc là cắm cái thiết bị các bác muốn xài vào đấy là sẽ cấp điện cấp nguồn cho các bác nhá. Đấy thì một cái phích âm này hiện tại em đang bán lẻ, một cái phích âm này giá của nó sẽ là 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái, còn nếu mà các bác mua theo combo 3 cái một đấy, 3 cái một thì bên em sẽ bán theo combo cho bác là 20.000 3 cái nhá các bác nhá, 20.000 3 cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái phích điện âm của nhá, phích điện âm này, phích điện âm đấy, phích điện âm âm nhá, cái này nó là phích âm nhá, giá sẽ là 10k của nhá, mua lẻ là 10k một cái, còn các bác lấy 3 cái nhá, 3 cái thì sẽ có giá là 20.000, 3 cái thì tính ra vào có 7.000 thôi, còn các bác mua lẻ một cái thì là 10.000 nhá. Đấy, phích điện âm đó thì nguyên lý vận động của nó là như thế. Về thì các bác ví dụ như là bình thường những cái thiết bị ấy là các bác có phải đấu trực tiếp vào dây nguồn đấy, thì rất là mất công mất thời gian đấu nối nữa, rồi thì các bác mua cho cái này về chỉ việc là đấu vào cái dây nguồn nó có nguồn điện, các bác cắm cái thiết bị điện vào đó, thế là các bác xài thôi, rất là hay. Nó dùng những thiết bị nó một phích, ví dụ như là bóng đèn này, rồi là những cái thiết bị nó có sẵn phích rồi, ví dụ như là camera thứ rồi đấy, những cái đấy là nó có sẵn phích rồi, thì các bác về cái phích dương rồi, về các bác chỉ việc là đấu cái này vào dây nguồn cắm vào cái phích âm của em bán cho bác nhà là xong, xài rất là hay nhá. Đó thì đang gửi bác là một cái phích điện âm như này với giá sẽ là 10k một cái, còn các bác lấy 3 cái là 20.000 các bác nhá, 3 cái là 20.000, về đấu dây và là xài thôi. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái mã hàng mới, đó là dòng lưỡi dao giấy này, lên mã giúp cho em sẽ là lưỡi dao giấy nhá, 18mm dòng lưỡi dao giấy nhá. Đây này thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã lưỡi dao giấy này, nhiều bác hỏi là có lưỡi dao không, dao thì bên em vẫn có nhá, còn là lưỡi thì đây, tờ này tiếp tục về cái mã lưỡi này. Đấy, lưỡi này của Yamato này. Đấy, hàng bãi của Yamato rất là xịn luôn, một hộp này là đi 10 lưỡi nhá, một hộp là 10 lưỡi, dòng lưỡi đen siêu sắc luôn. Đấy, có phần chữ này, nó là dòng thép SK5 nhá, siêu sắc bén, dòng thép SK5 này thì các bác biết rồi. Đấy, nó sắc rất là lâu, lưỡi thì là lưỡi của hãng Yamato nhá, Yamato. Đấy, rất là nổi tiếng của Nhật rồi. Cực kỳ xịn. Dao này nó là hàng dao giấy hàng bãi nhá, dao giấy hàng bãi rất ok. Một hộp này là 10 lưỡi nhá, một hộp là 10 lưỡi. Bên em sẽ bán lẻ một hộp dao giấy 10 lưỡi nha. Giá thì cũng siêu hạt rẻ, siêu bình dân bác luôn. Giá chỉ có 10.000 thôi nhá, 10k thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là hộp lưỡi dao giấy 10 lưỡi nhá. Đấy, hộp lưỡi dao giấy. Cái này là lưỡi dao nhá, lưỡi dao. Đấy, lưỡi dao giấy nhá. Lưỡi dao giấy một hộp là 10 lưỡi nhá, giá thì chỉ có 10.000 thôi, tính ra là vào có 1.000 một lưỡi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, giá này là giá bên em bán giá gốc cho bác luôn nhá. Đấy, giá chiên đấy chứ thực ra giá này không có một chút công nữa đâu. Đấy, ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác là cả dao giấy luôn, dao giấy bên em cũng đang bán bác giá cũng siêu hạt rẻ, 10.000 một cây dao giấy nhá, 10.000 một cây dao giấy. Đấy, cũng dao giấy hàng bãi nhá. Và cái lưỡi này thì các bác có thể thay thế ở đây được luôn. Đấy, lưỡi nó vừa khít với lại cái mã dao luôn. Thì các bác có thể mua kèm cả lưỡi cả dao tùy nhu cầu nhá. Đấy thì
trong sẵn trong con dao này đã có một lưỡi sẵn rồi. Đấy, và nếu mà các bác muốn mua thêm thì một hộp lưỡi này là 10.000, và dao giấy này thì bên em cũng đang bán cho bác là 10.000 một cây nhá. Và ưu đãi hơn nếu mà khi mà các bác lấy 4 cây à các bác lấy 5 cây dao giấy nhá các bác nhá. Lấy 5 cây dao giấy hàng bãi nha thì bên em sẽ để cho bác mức giá sẽ là đi 40.000 các bác nhá. Đây, 5 cây hàng bãi nha. Giá sẽ là 40k, lên mã giúp cho em sẽ là dao giấy hàng bãi nhá, dao giấy hàng bãi. À, 5 cây nhá, 5 cây. 5 cây thì đang gửi bác giá sẽ là 40k, còn các bác lấy lẻ 1 cây thì sẽ là 10k một cây. Đấy, 10k một cây dao giấy nhá, 10k một cây. Còn lưỡi đây cũng nhá, lưỡi thì một hộp 10 mà 10 lưỡi thì sẽ có giá là 10.000. Đấy, 10.000. Còn các bác mua combo dao thì 5 cây là 40k, 1 cây là 10k nhá. Đấy, và các bác có thể mua kèm thêm lưỡi. Đấy, lưỡi thì đợt này bên em về thêm. Còn nếu mà các bác có sẵn dao giấy rồi, các bác chỉ muốn mua nguyên dao giấy thì bên em có bán nguyên lưỡi dao giấy nhá. Đấy, có bán nguyên lưỡi dao giấy thì các bác cứ lên mã giúp, nhớ giúp em là lưỡi dao nhá. Còn dao là đây, thân dao là đây này, không nhớ nó lại bị nhầm sang cái phần con dao này. Đấy, nhớ giúp em là lưỡi dao giấy nhá, một hộp lưỡi dao giấy 10 lưỡi, giá sẽ là 10.000, hàng bãi Nhật Yamato này. Yamato hàng bãi Nhật rất là xịn luôn. Đó, 10k một hộp 10 lưỡi nhá. Dao rất là xịn. Cái này thì bán khá là nhiều ạ. Đó, và hôm nay về được cái lô này, hàng rất ok luôn. Đó. Cái nhíp kẹp này, đấy cây nhíp kẹp của Vetus này, cây nhíp kẹp này thì về các bác dùng để kẹp kẹp linh kiện điện tử này. Đấy, rồi là những cái đồ mà nhỏ xíu ấy, ví dụ như là mình có thể dùng để nhặt, ví dụ như là nhặt nhặt chỉ, rồi là các bác mua về ví dụ như là có những cái món ví dụ như là yến trưng ấy, rồi là tổ yến ấy mà nó dính rất nhiều lông ấy, thì các bác về dùng cho mấy nhíp này các bác kẹp ra, rồi là ví dụ anh em thợ thuyền dùng để nhép gấp ví dụ như là gấp đồ linh kiện điện tử, những cái đồ nhỏ thì các bác mua cho cái cây này. Đấy, đây cái phần mũi nó như kiểu là đầu kim này, rất là nhỏ, và gấp những cái ví dụ như là những cái dạng siêu nhỏ, ví dụ như là những cái sợi chỉ này, các bác nhìn em gấp này, đó những sợi chỉ này, đó thấy không, có thấy không, sợi chỉ gấp phân một luôn nhá. Đấy, vì cái phần đầu kẹp nó rất là nhọn, nó rất là dễ dàng sử dụng. Đó, một cái cây nhíp kẹp này thì bên em gửi bác giá sẽ là 15.000 một cây nhá, lên mã giúp em sẽ là cái cây nhíp kẹp. Đấy, cây nhíp kẹp hàng của Vetus này, giá của nó sẽ là 15k một cây. Đấy, 15k một cây nhíp kẹp nhá, lên mã cho em cái cây nhíp kẹp dùng để mình kẹp nhíp những chân linh kiện thứ ra, 15k một cây, 15k thôi, giá rất là rẻ bình dân, 15k một cây nhíp kẹp nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây dao siêu tầm S1 này. Đấy, cây này thì giá thì cũng siêu bình dân, lên mã cho em sẽ cái cây dao siêu tầm S1, cây này đẹp lắm. Đấy, mua về siêu tầm, mua về sử dụng. Một cây này thì hiện tại em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 30.000 một cây nhá, 30.000 một cây. Hàng sắc lắm, hàng lưỡi cực kỳ sắc luôn. Đấy, hàng lưỡi sắc nhá. Mua về sưu tầm này, mua về sử dụng này. Đấy, mua về mình đi rừng đi phượt đi chơi. Đấy, có con dao mình chặt thái hoa quả cũng rất ok, nhỏ gọn tiện lợi nhá. Có kèm cả một cái bộ bao đựng đi kèm này. Đấy, vân gỗ lên rất đẹp này, à vân đá lên rất ok. Đấy, một cái cây này thì giá của nó sẽ là đi 30.000 một cây nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao siêu tầm. Đấy, dao siêu tầm S1 nhá, mã của nó sẽ là S1, giá của nó sẽ là đi 30k nhá, 30k một cái cây dao siêu tầm S1 này, 30k một cây. Đó, mua về siêu tầm, mua về sử dụng, cắt thái cho em rất ok, sắc bén lắm. Đây, hàng rất đẹp luôn. Đó, nhỏ gọn xinh xinh, chiều dài rơi khoảng tầm 20cm nhá. Đấy, 20cm. Đó, nhỏ nhỏ xinh, có cả cái bao đựng này, nhìn như kiểu một cây kiếm luôn cô nhá. Dao siêu tầm S1 nhá, giá đang gửi bác là 30.000 một cái cây dao siêu tầm S1 này, chỉ có 30.000 thôi. Đó, rất đẹp, có cả bao đựng này rất ok, 30k một cây dao siêu tầm S1. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp tinh dầu Dubai nhá, lên mã em sẽ cái hộp tinh dầu Dubai này. Đấy, hàng made in Dubai rất xịn luôn. Đây, một hộp này sẽ gồm có là 5 chai 245 và nó sẽ có là 5 mùi hương khác nhau nhá. Cái này dùng cho cả nam cả nữ đều được luôn. Đấy, nó là một cái dạng tinh dầu thơm, tinh dầu thơm. Bình thường là các bác cứ hay xài những cái dạng nước hoa. Đấy, nhưng nước hoa thì nó là pha với lại nước nó loãng rồi, nhưng dạng này là hàng của Dubai, là nó là chiết xuất đặc 100% luôn, nên là thiết kế trong những cái chai rất là nhỏ này. Nhỏ nhưng mà nó là hàng đặc nhá, hàng đặc, hàng siêu đặc luôn. Đấy, nên là mùi rất thơm, lưu hương lâu. Đấy, cái này thì các bác có thể là xức lên quần áo này, để trên xe ô tô này, để trong tủ quần áo này, hoặc là làm thơm phòng, thơm nhà, rồi là sức thơm cơ thể nhá, đều được luôn. Đó, sử dụng rất đa năng nhá. Các bác chỉ việc lấy ra sức cho một vài giọt, đấy, một vài lần lăn thôi,
là nó rất là thơm luôn và thơm rất là lâu, mùi hương rất thơm, thơm rất lâu nhá. Đây nó là dạng con lăn này con nhỉ. Đấy nó là dạng con lăn. Đấy, dạng con lăn nhá. Thì các bác chỉ việc lăn vào những cái chỗ nào các bác muốn thơm các lăn vào. Đấy và lưu hương thôi nhau nhá. Mùi hương thơm lâu. Đấy thơm. Đấy mở ra cái rất thơm luôn mà còn chưa lăn nhá, nhưng mà mở ra cái nó rất là thơm rồi. Đấy hàng made in Dubai này. Nguyên hộp này luôn. Đấy đằng sau này, đấy mã code QR nhá. Đấy made in UAE. Đấy rất ok luôn. Một cái hộp chai tinh dầu Dubai 5 lọ này, lên mã giúp em sẽ là cái chai nước hoa Dubai hoặc là lọ tinh dầu Dubai đều được. Đấy một lọ này là một hộp này là 5 lọ, giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k. Một cái hộp tinh dầu Dubai 5 lọ nhá, 70k một hộp. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ mũi khoan kèm cả taro trong nhá. Đấy. Thì nhiều bác hỏi cái bộ này, một cái bộ này thì sẽ gồm có là 6 mũi này, 6 mũi. 3 này 4 5 6 8 10 nhá. Đấy, 3 4 5 6 8 10. Đựng trong chiếc hộp rất đẹp. Đây. Đấy, dòng này nó là dòng dạng thép gió nhá, phủ một lớp titan, siêu sắc luôn. Đấy. Vừa khoan vừa tạo taro đen trong nhá, rất xịn. Cái đầu này của nó đầu lục giác nên là các bác có thể lắp vào trong máy khoan pin các thứ cho em ok luôn. Đấy, một hộp này thì 5 mũi các nhá, 5 mũi này. 3 4 5 6 8 10 nhá. 3 4 5 này, 6 8 10. Đấy, toàn những cái kích cỡ phổ thông để về các bác vừa khoan vừa tạo taro đen trong nhá, rất là hợp lý luôn. Một bộ này thì em gửi bác giá sẽ là 100k bộ, lên mã giúp cho em sẽ cái bộ taro đen trong nhá, bộ taro đen trong. Đấy, một bộ này là 100k. Đấy, một bộ 100k nhá, 5 mũi nhá, 3 4 5 6 8 10. Đấy, 5 mũi rất sắc bén luôn, vừa khoan vừa tạo taro đen trong, đầu chân lục giác, về lắp máy khoan pin, máy khoan cầm tay em ok luôn. Đấy, rất đẹp. Đựng trong hộp hiếc ngon lành nha, là 100k một bộ nhé, 100k một bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là dòng thiếc và nhựa thông nhá. Đấy, thiếc và nhựa thông, một cái cuộn thiếc 100g như này, bên em đang gửi bác giá thì siêu hạt rẻ luôn, lên mã giúp cho em sẽ là cái cuộn thiếc hàn nhá, 100g, giá của nó sẽ chỉ có là đi 30k thôi. Giá này thật sự bác là giá này là giá bên em bán gọi là bán thêm hàng cho bác thôi, chứ tính ra một cái cuộn này thì không lợi nhuận luôn. Đấy, 100g mà chỉ có 30.000. Bình thường các bác mua một cái cuộn 100g này nó rơi khoảng tầm là đi những cái shop khác đang bán khoảng tầm 6-70.000. Đấy, bên em gọi là bán giá gọi là giá ưu đãi bác thôi, giá chiên thôi, chứ thực ra cuộn này không lợi nhuận luôn. Đấy, 100g luôn, nặng trịch với nhá, rất nhiều thiếc luôn, 100g thiếc mà nhiều lắm đó, mà giá nó chỉ có 30.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, lên mã thì em sẽ cái cuộn thiếc 100g nhá, 30k đó. Rồi tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái hộp nhựa thông. Đấy, hộp nhựa thông này thì nó nhỏ nhỏ hành sinh nha. Đấy, nói chung là thiếc thì các bác dùng nhiều, thì nhựa thông thì mình dùng ít đó, thì các bác có thể mua cho em hộp nhựa thông này về. Đấy, các bác hàn gia đình hàn ít thì mình mua cho em cái hộp này về. Một hộp nhựa thông này bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 10k có nhá, 10k một cái hũ nhựa thông nha, lên mã giúp em rất là cái hộp nhựa thông đang gửi bác là 10k. Đấy, chỉ có 10.000 thôi một cái hộp nhựa thông này có nhá, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã pin 23A có nhá. Đấy, mã pin 23A 12V. Đấy, pin này để về các bác lắp vào điều khiển ở cửa cuốn này, rồi là ở remote điều khiển từ xa, rồi về các bác có thể là chế đồ, chế đạc các thứ rồi. Ở đây 23A 12V có nhá. Đấy, thông số của nó 23A 12V, có cực âm cực dương đầy đủ luôn. Đây, âm đây, âm đây, dương đây nhá. Đấy, đây. 23 12V về lắp vào điều khiển remote nhá, điều khiển từ xa rồi là điều khiển cửa cuốn các thứ ra. Đấy, đồ chế cháo cho em ok luôn. Một viên này hiện tại em đang bán cũng giá cũng rất là hạt rẻ bình dân, chỉ có 10.000 một viên thôi nhá, 10.000 một viên pin 23A 12V nhá. Cứ lên mã giúp em sẽ là pin 23A 12V, đang gửi bác một viên này là 10.000 nhá, đang gửi bác là một viên 10.000 một viên nhá, 10k một viên pin nha. Cây bác hàng đó là cái cây dao SA78 này, bữa trước rất nhiều bác hỏi cây dao này, đấy, hôm nay hàng tiếp tục về này, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao mã là SA78 nhá. Đấy, cây này thì sẽ có giá là 250.000 đồng và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Ở đây mã của nó sẽ là SA78 này, hàng của Colombia của Mỹ nhá, USA này, đấy cờ Mỹ này, rất xịn sò luôn. Đấy, hình mặt sói. Con này thiết kế thì hàng của nó sẽ là hàng đúc liền thân nhá, đây hàng liền thân luôn này, tay cầm có ốp gỗ, hai đinh tán đồng. Đấy, phần trên phần dưới đều được bo góc, bo đầu bo cuối hết luôn nhé, khi bác cầm rất chắc chắn này, cầm rất vừa tay. Đấy, các bác mang đi rừng đi phượt này. Đấy, rồi là đi dã ngoại cắm trại này, mình có một con dao vừa chặt vừa thái này. Đấy, rồi là anh em mà sử dụng mua về chơi sưu tầm cũng rất là đẹp luôn các nhá. Đấy, nhìn cho bộ sưu tập nhìn rất ok, giá thì bình dân hạt rẻ thôi đó,
250.000 quý nhá, 250.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao, mã sẽ là SA78 nhá. Đấy, SA78. Giá của nó sẽ là đi 250k nhá, 250k. 250k và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, 250.000 bao ship một cây này nhá. Đó, đi kèm thì sẽ có cả một cái vỏ bao đựng này luôn. Đấy, thì khi nào mà dùng thì các bác lấy cái bao đựng này. Đấy, các bác đựng vào đây. Vừa bảo đảm an toàn này, các bác không lo nó bị chạm vào phần lưỡi, không lo bị đứt tay này. Thứ hai là bảo vệ cái phần lưỡi của con dao nhá, không lo nó bị va chạm vào đâu nó sứt mẻ này. Đó. Và đây nó có một cái lỗ đây này. Đấy, ví dụ các bác có đeo vào thắt lưng, mình đeo bên hông nhá. Đấy, thì các bác xỏ cái thắt lưng vào đây, các bác đeo bên hông rất đẹp luôn. Đó, nhìn rất là chất. Có cả bao đựng đầy đủ hết luôn. Đấy thì chọn bộ cả bao đựng cả dao là 250k có nhá, 250k bao ship tận nhà luôn, rất đẹp nhá. Dao có nhìn ngắm lại lần nữa, quá đẹp luôn, sáng choang luôn, rất dày nhá, thứ dao nhìn cực kỳ dày luôn. Đấy, và hàng này thì bao sắc bao sáng luôn nhá, lưỡi sắc lắm, lưỡi sắc kinh khủng luôn. Đó, hàng sưu tầm nhưng mà lưỡi rất sắc nhá. Đó, đây cầm rất vừa tay, ôm tay luôn. Chiều dài tổng thể thì chắc nó rơi khoảng tầm 30 cm, cái phần lưỡi của nó rơi khoảng tầm 20 nhá. Đấy, còn cái phần cán này rơi khoảng tầm 10, tổng chiều dài nó rơi khoảng tầm 30 cm nhá, 30 cm. Mã dao SA78 nhá, 250k nhá, 250.000 bao ship tại nhà luôn. Xong theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, nó là cái dòng dầu gió của Singapore nhá. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái chai dầu gió của Singapore, hàng made in Singapore, hàng sản xuất tại Singapore nhưng mà xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây, đấy, xuất cho thị trường Mỹ. Hàng này thì cam kết với các bác là hàng dầu gió chuẩn chính hãng, và hàng bên em thì là hàng sách tay nhá. Đấy, hàng chuẩn chính hãng, hàng sách tay rất là xịn xò, ok luôn. Hàng này đây, hàng này của nó sẽ là hàng hai nắp nhá, hàng hai nắp rất là xịn. Đây, bóc cho bác một chai này, mùi thơm này, nóng nhá. Đấy, mùi thơm và nóng. Đây, hàng giấy tờ đầy đủ này, đó, phiếu giấy đầy đủ nhá. Còn đây là sản phẩm này, đó, đây có thấy không, đây là Singapore này, USA này. Đấy, xuất cho thị trường USA nhá. Đấy, hạn sử dụng đến 2028 nhá, nên các bạn yên tâm. Hàng này của nó là hàng hai nắp nhá, hàng hai nắp thì thiết kế rất hay. Đấy, chống chỉ định, ví dụ như là trẻ con chẳng may là chúng nó có sờ vào thì chúng nó không thể mở được nhá. Đấy, còn khi mà các bác muốn mở, các bác ấn cho em xuống này, ấn cho em xuống, ấn xuống. Đấy, sau đó các bác xoáy, các bác ấn mạnh xuống nhá, ấn mạnh, ấn mạnh xuống, sau đó các bác xoáy thì nó mới ra. Đấy, nhiều khi về các bác bảo là sao xoáy mãn không ra thì đấy, về các bác phải ấn xuống nhá, vừa xoáy vừa ấn nhá. Đó, vừa xoáy vừa ấn thì nó mới ra được nhá. Còn nhiều khi là các bác xoáy bình thường nó không ra đâu, vì hàng này của nó là hàng hai nắp. Đấy, chống trẻ con nghịch đó, thì đó, thì về các bác cứ nhận hàng kiểm tra mở ra. Đó, các bác cứ test thử cho em thoải mái luôn. Mùi thơm nóng nhá, mùi thơm nóng. Hàng cam kết với các bác là hàng chuẩn dầu gió của Singapore. Đấy, hàng chuẩn dầu gió của Singapore nên là các bác yên tâm về chất lượng nhá. Đấy, hàng cam kết chính hãng bác luôn. Đó, rồi. Báo giá bác luôn nhá. Hiện tại bên em đang bán một cái chai dầu gió của Singapore này. Đấy, các bác nhìn cái tem 7 màu nổi lên này. Đó, hàng chuẩn chính hãng này. LAUSA này. Đấy, Singapore. Giá một cái chai dầu gió Singapore này, giá của nó sẽ là 50k một chai, 50k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là dầu gió Singapore 50k, hàng xuất đi Mỹ nhá. Đấy, hàng xuất Mỹ rất xịn luôn. Đó, cực kỳ ok. Một chai này sẽ là 24ml nhá, 24ml. Sau đó thì đây, hôm nay bên shop tiếp tục lại về cái lô hàng đá cắt của Kabushi nhá. Đấy, dòng này dòng đá cắt đỏ, đá cắt một tấc nhá. Cái này về các bác dùng để cắt sắt, cắt xiếc các thứ ok luôn. Đây, dòng đá cắt một tấc này. Sản phẩm mình sẽ có kích thước là đi 107 x 1.2 x 16mm nhá. Đấy, đá nó sẽ là đá một tấc, đá hàng đá Kabushi, đá đỏ này các bác cắt thì cực kỳ ok rồi, cắt rất là ngọt luôn mà không lo nó bị văng đá nhau nhá, không lo nó bị bay đá hay là nó bị lật đá chém đá gì cả. Đá cắt rất ok, vì cái này em bán khá nhiều, các bác dùng phản hồi dùng rất ok luôn. Đấy, về các bác sử dụng nhá, lắp vào máy cắt các thứ là các bác cắt đá kia các thứ rất ok luôn. Đá là nói chung cắt ok vậy, bán khá nhiều rồi. Mà giá thì em báo luôn, bên em sẽ bán lẻ theo viên và có bán theo cả hộp nhá. Đấy, thì đây, một hộp như này của nó là 50 viên này, một hộp nguyên như này là 50 viên nhá. Đây, một hộp của 50 viên, hàng của Kabushi. Đấy, hàng của Kabushi rất xịn sò luôn. Đó, một hộp là 50 viên nhá. Thì các bác có nhu cầu mua nhiều, mua cả hộp thì giá sẽ tốt. Một hộp 50 viên này thì tại bên em đang bán giá sẽ là đi 50 viên. Lên mã thì em sẽ cái hộp đá cắt 50 viên này. Hộp đá cắt nhá, hộp đá cắt 50 viên. Đấy, giá của nó sẽ là 220k. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy là nếu các bác mua cả hộp 50 viên nhá các bác nhá. Còn nếu các bác mua lẻ, mua theo viên thì bên em sẽ bán nó combo là
5 viên 1 các nhá. 5 viên 1 thì sẽ có giá là đi 30.000. Đấy, tính ra vào là đi 60.000, à 6.000 một viên nhá. Bán lẻ thì sẽ là 6.000 một viên. Đấy thì các bác lấy giúp em combo là 5 viên một lần nhá. Đấy, không bán lẻ nhá, không bán lẻ một viên một đâu, bán một lúc là 5 viên một. Giá sẽ là 30k cho combo 5 viên đá cắt nhá. Còn nếu các bác muốn mua nhiều, mua cả hộp thì sẽ có giá là 220.000 cho một hộp đá cắt 50 viên nhá, dòng đá cắt một tấc. Kích thước là 107 x 1.2 x 16mm nhá. Đấy, có thông số đầy đủ hết luôn. Đó, đá cắt một tấc nhá. Một hộp 50 viên 220.000, combo mua lẻ 5 viên một thì sẽ có giá là 30.000. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái bộ tô vít đỏ vàng nhá. Cái bộ này thì chuyên dùng cho các bác làm điện nhá. Và em báo giá luôn lên mã cho em cái bộ tô vít đỏ vàng nhá. Tô vít đỏ vàng. Đấy, bộ này sẽ gồm có là 7 cây, 2 4 6 7 cây. Giá của nó sẽ là đi 130.000 một bộ nhá. 130k một cái bộ tô vít đỏ vàng nhá. Chuyên dùng cho anh em thợ điện nhá, dùng rất hay luôn. Thì nó sẽ gồm một bộ này sẽ gồm có là một cái túi đựng đi kèm này. Và bên trong thì sẽ có là 6 cây vít các bạn. 6 cây vít. 6 cây vít đây, 2 4 6 cây vít có bọc cách điện này và đi kèm là một cái cây bút thử điện nhé, một cái cây bút thử điện. Thì đây, 6 cây vít này của nó thì sẽ có đầu dẹt, đầu tròn đầy đủ luôn. Đây, đầu này của nó là đầu ba ke, đầu bốn cạnh này. Và có cả cái đầu dẹt luôn nhá. Đây. Đây có cả đầu dẹt luôn này. Đấy, nói chung là các bác về sử dụng là có cả đầu dẹt, đầu tròn này các bác xoáy luôn. Chuyên dùng cho anh em thợ điện nhá, vì toàn bộ nó đều được bọc cách điện hết này. Nên các bác yên tâm. Dùng điện đóm, dùng sửa chữa điện đóm anh em thợ thuyền, các bác sử dụng gia đình bộ này cho em rất hợp lý luôn. Vừa có tô vít xoáy này, vừa có tô vít làm điện làm đóm này. Đây, đều được bọc cái điện đầu ba kiếc đều luôn. Thân vít rất chắc chắn nha, thiết kế gửi chắc chắn luôn. Và đi kèm là một cái cây bút thử điện và có một cái túi đựng nhà, lúc nào dùng xong là các bác lại bỏ vào cái túi đựng này. Lúc mình cần dùng cái là có luôn, mình lấy ra có luôn, rất là dễ kiếm nhá. Đó, túi xách túi đựng nhìn rất là chuyên nghiệp nhá. Đấy, nhìn dư là dân thợ điện chuẩn luôn nhá. Đó. Một bộ này là 7 cây, lên mã nha, sẽ cái bộ tô vít đỏ vàng nhá, chuyên dùng để làm điện nhá, 130.000 một cái bộ nha. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng đó là cái dòng nồi cơm sáp này, lên mã giúp cho em sẽ là nồi cơm sáp nhá. Đấy, hàng sáp, hàng của Nhật rất xịn sò luôn. Sản phẩm này thì sẽ có công suất là 900W nhá và dung tích nồi là 1.8 lít này và đặc biệt là nó sử dụng cái điện là điện 220. Đấy, hàng này của nó là hàng Nhật xuất nên là nó dùng điện 220 nên là các bác Việt Nam dùng cho em thoải mái luôn nhá. Nồi nấu cơm cực kỳ ngon. Đấy, cái này thực tế thì em đã dùng và đã nấu thử rồi. Và bên em cũng bán rất là nhiều, các bác cũng rất là khen vì nồi nấu rất là ngon, cơm rất là ngon luôn. Đấy. Cái độ nóng cao nên là cơm nó chín thấu nhá, nấu rất là ngon luôn. Đấy, nồi lít 8 nhá. Gia đình khoảng tầm 3 đến 4 người là ăn cho em là rất là vừa luôn đấy. Đấy. Gia đình khoảng tầm 3 đến 4 người ăn rất là vừa. Nồi thì thiết kế cực kỳ đẹp luôn, nó là dòng thiết kế dạng thiết kế đời mới mà. Nên là thiết kế rất là đẹp. Đó, đóng gói rất kỹ càng ở đây. Em lấy em quay cho bác coi nhá. Có nhìn này, nồi quá đẹp luôn. Đó, đặc biệt đầu tiên là điểm nhấn là cái quai sách trước này. Các bác rất tiện dụng luôn, khi mà có quai sách này mình sách mang đi mang lại cho em nhá, rất tiện dụng. Sách từ trên nhà xuống dưới bếp, từ dưới bếp lên trên nhà rất là hay luôn. Rồi là thiết kế phần mở vung này. Đấy, các bác chỉ việc ấn với cho em. Đó, tự động sẽ mở ra, còn các bác muốn đóng có ấn mạnh cho em. Đó là sẽ đóng kín ra, còn có ấn đây. Tự động mở ra rất hay. Đấy, bên trong thì sẽ gồm có là một cái khay để các bác hấp đồ này. Đấy, những cái món hấp thì các bác cho đây. Sau đó các bác để đây để các bác hấp này. Bên trong nữa thì sẽ có những cái phụ kiện đi kèm dây nguồn nhá, có nhá, dây nguồn. Con này nó sử dụng điện là 220 nhá. Đấy, điện 220. Một cái đong gạo đong nước này. Vung sới cơ quên, xin các bác là môi sới cơm này. Đấy, những cái đồ này là cái đồ đi kèm. Cái này là giấy phiếu bảo hành hướng dẫn sử dụng này. Đó. Rồi đây là cái phần ruột nồi nhá. Đấy, ruột nồi nó bên trong có chám một lớp chống dính nhá. Đấy, chám một lớp chống dính này. Đấy, chám một lớp chống dính và dạng của nó là hàng cắt laser, cắt CC nên là nó cắt nguyên khối luôn nhá. Đấy, nó không như cái dạng kia các bác. Những cái dạng kia nó đúc rồi là nó ghép nên là nồi nó thứ nhất là nó nhìn nó xấu mà thứ hai là nó không liền mạch. Đấy, khi mà nó không liền mạch thì nấu cơm nó không ngon đâu ạ. Đấy, đặc biệt là cái nồi này. Đấy, nó là hàng nồi đúc, nồi liền. Nên là có nấu cơm rất ngon mà đặc biệt nó rất là dày. Những cái nồi dày thì cơm nó càng ngon vì cái độ nhiệt nó giữ được lâu thì cơm sẽ chín nấu sẽ ngon nhá. Đấy, trong lòng nồi này có chám nước chống dính này, không lo nó bị bám dính bị cháy này. Đó, bên trong đây. Bên trong thì đây cái phần mâm nó rất là to. Đấy, cái mâm nó khủng bố luôn, mâm to lắm. Đấy, và cái độ nhiệt độ nóng rất cao luôn. Đấy,
phần vỏ trong nó là kim loại nhá, kim loại rất chắc chắn luôn. Nồi cầm nặng trịch các nhá, nồi cầm nặng trịch luôn. Đấy đi đây. Full combo một cái bộ đầy đủ nhá. Môi vung rồi là thìa, dây điện nguồn, khay hấp các thứ này. Đấy. Nồi đây. Đấy. Bấm cái là đóng nắp luôn. Và đây, logo Sharp. Hàng này thì của nó sẽ là hàng nồi cơ nhá. Đấy, đặc biệt với những cái dòng nồi cơ bây giờ ấy thì nó rất là dễ dùng, mà đặc biệt là dùng cho trẻ con hoặc là những người lớn tuổi. Những cái nồi điện tử ấy thì nó rất là khó dùng vì các bác cứ phải xoay rồi căn chỉnh đúng cái chế độ nó đấy, nấu thì nó mới chín cơm nó mới ngon được. Nhưng con này rất dễ dùng. Đấy, nấu cơm thì nhớ giúp em là bấm nút cái xuống, thế là xong. Đấy, lúc nào xong là tự động là sẽ nảy lên là cơm đã chín. Còn lúc nào mà nhớ nấu cơm thì nhớ giúp em là bấm nút cái, có thế thôi, thế là xong nhá. Rất là dễ dàng sử dụng luôn, đặc biệt cho người già trẻ em là dùng con này rất là dễ dùng, dễ sử dụng này. Đấy, nồi thì thiết kế chắc chắn nhá. Cầm một chiếc nồi này nặng trịch luôn, cầm nặng lắm, cầm nó nặng khư luôn. Đấy, nó không những dòng thông thường, thiết kế rất đẹp nhá. Qua nhìn này, cái chất nhựa này của nó lại bóng sáng choang luôn này. Đó. Đây, đây là cái phần rắc nguồn này. Đấy, mô đen này. 220 này, công suất 900W này, dung tích 1.8 lít nhá. Đấy, 1.8 lít, thiết kế rất đẹp và thông minh. Nói chung là dòng thiết kế nó kết hợp nồi thì là kiểu dạng nồi cơ nhưng mà thiết kế theo dạng là kiểu dáng đời mới quá nhá. Nên nhìn nó rất là sang trọng lịch sự mà nhìn rất là đẹp, nhìn rất hiện đại nhá. Đấy, bấm nút cái mở này. Đóng mạnh cái nó cài vào này. Đấy, phần quái sách này. Rất chắc chắn luôn, sách mang nó lại rất ok cho em luôn. Rồi, báo giá bác nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là siêu phẩm là cái nồi cơm Sharp nhá, nồi cơm Sharp. Công suất sẽ là 900W nhá, sử dụng điện 220 và công suất là 1.8 lít nhá. Và em báo giá luôn. Nồi cơm Sharp này đang có giá là 450k. Đấy, và bây giờ em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Với một cái mức giá này thì các bác yên tâm là giá nó siêu tốt, tốt nhất thị trường luôn. Đấy, 450.000 thôi. Lại cần bao ship cho bác tận nhà nhá. Đấy, riêng dòng này nồi nấu cơm không ngon quá không lấy tiền nhá. Nấu cơm cực kỳ ngon luôn. Đấy, nhà ít người, khoảng tầm 3-4 người là nấu cho em là con này, dùng con này rất là ok luôn. Đấy. 450.000 một con nhá, bao ship tận nhà luôn. Nồi cơm của Sharp nhá, dung tích 1.8 lít. Đấy, rất đẹp luôn này, các bác nhìn này. Ngắm lại em nó lần nữa này, quá đẹp luôn. Đấy, thiết kế này, dòng thiết kế này không có gì phải chê rồi. Đấy, và nó bên trong thì giày dẫn chắc chắn rồi, đồ đạc các thứ nó đủ cả luôn, không thiếu gì cả nhá. Đó. Tiếp theo thì cũng theo nhu cầu của rất nhiều bác hỏi cái mã này. Đấy, thì hôm nay bên shop về được cái mã bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng nhá. Đấy, lên mã cho em sẽ là cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ chuyển đồ cũng được. Đấy, bộ di chuyển đồ cũng được. Giá của nó em báo luôn. 70.000 một bộ thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đó thì mắc chịu tải của nó sẽ được làm 150 kg nhá. Đấy, khá là khỏe luôn. Đi kèm bộ sản phẩm sẽ gồm có là bốn cái đế, nó có bánh xe và một cái đòn bẩy nha. Đấy, bốn cái đế và một cái đòn bẩy nha các bác nhá. Đấy, hàng này hàng của Việt Nam nhá. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Đấy, người Việt ủng hộ hàng Việt. Bộ chuyển đồ giá thì bình dân hạt rẻ chỉ có 70.000 bộ thôi. Giá siêu tốt luôn. Về các bác di chuyển đồ đạc rất tiện dụng luôn nhá. Di chuyển đồ này, rồi là ví dụ như là giường tủ này, rồi là tủ lạnh các thứ, rồi là chậu cảnh những kiếc thứ cũng rất tiện luôn nhá. Đây, một bộ nó nhầy các bác nhá. Trên hình em quay qua đây trên video thực tế đây. Đấy, sẽ gồm có một cái đòn bẩy này bằng sắt cứng luôn nhá. Đấy, bằng thép cứng luôn. Có phần bánh xe này, còn cái phần này phần lách, các bác lách vào trong cái khe tủ các thứ là các bác kênh lên. Đấy, cái này là kiểu dạng cái kích ấy, cái kích cái đòn ấy. Đấy, các bác kích nó lên, sau đó là các bác lấy cái bánh xe này các bác đút cho em vào, đút vào cái chân. Đấy, sau đó các bác cho vào bốn cái chân đấy, các bác bắt đầu các bác đun đi thì nó sẽ có bánh xe rất là trơn luôn. Đấy, nó chịu tải được là 150 kg mà rất khỏe luôn nhá. Ở đây nó có cả một cái miếng cao su này để đệm và để khi mà các bác di chuyển đồ nó không bị trơn trượt lung lay nhá các bác nhá. Đấy, thì đây khi mà di chuyển đi lại nó rất là trơn tru, không nhìn này. Đấy, nó rất là trơn tru luôn các bác nhá, rất là hay. Đấy, nó có bánh xe nên khi mà các bác đẩy để lại mình có điều chỉnh di chuyển rất tiện dụng luôn. Đấy, và một cái đòn bẩy nha. Đấy, một bộ chọn bộ nha, nó chỉ có 70.000 thôi. Đấy, về các bác sử dụng làm được rất là nhiều việc luôn. Đấy, đặc biệt là những cái đồ nặng là đôi khi mà các bác cứ phải đi mượn người cái thứ khênh nó rất là vất vả nhá. Đấy, mà thứ hai là nó phiền. Đấy, các bác mua cho cái bộ này về, các bác kê vào. Đấy, kích lên xong rồi các bác cho cái này vào và các bác cứ đun đi đun lại cho em, rất tiện dụng mà rất là hay. Đó, 70.000 bộ thôi nhá. Lên mã cho em sẽ cái bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng nhá. Đấy, bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng 70k bộ nhá. Mắc trọng lượng của nó sẽ được là 150 kg. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này, dùng hay lắm. Đây các bác cùng coi này, cho các bác coi về cái bộ mã hàng này nhá.
Bộ dụng cụ di chuyển đồ đây. Các bác còn phải cật lực di chuyển đồ đạc khó khăn như thế này ư? Bỏ ngay đi nhé. Đây, các bác sắm ngay cho em cái bộ dụng cụ di chuyển đồ đạc này về mà dùng. Đó, có phải vừa nhanh mà lại rất an toàn hơn không? Tay nâng chất liệu thép cứng nhà, kết hợp hệ con lăn bánh xe di chuyển làm bằng nhựa ABS bền bỉ, nên nó chịu được sức nén cao tối đa lên đến 150 kg, giúp giảm tới 50% trọng lượng, di chuyển đồ đạc một cách an toàn mà lại nhanh chóng. Như này thì kể cả chị em phụ nữ chân yếu tay mềm vẫn dễ dàng sử dụng. Hơn thế nữa, bác nào dọn nhà mà hay đau lưng mỏi gối thì dùng cái này dọn dẹp vệ sinh là quá là đúng bài luôn. Vì vậy còn chần chờ gì mà không dinh ngay một bộ về để trải nghiệm nào. Đấy, thấy không, chỉ việc là các bác lấy cái đòn bẩy nha, các bác bẩy nó lên. Đấy, bẩy nó lên, sau đó các bác đút nó vào. Đấy, đút nó vào vì nó có bánh xe mà. Đấy, các bác cho nó vào và bắt đầu là các bác cứ thế các bác đun đi thôi. Rất nhàn luôn. Đấy, các bác nhìn này, tủ người ta kéo lên nhẹ không này, giường giếc này. Ngon này luôn nhá. Đó, thấy không? Rất hay luôn. Cực kỳ là hay. Đó. Kéo đi kéo lại, đun đi đun lại cực kỳ là thông minh và nhanh chóng các bác nhá. Đó, rồi là kể cả chị em phụ nữ chân yếu tay mềm cũng có thể làm được cái sản phẩm này luôn. Cũng có thể sử dụng được cái bộ luôn, rất là hay. Đó, đúng bài luôn. Rồi. Lên mã giúp em xem cái bộ di chuyển dụng cụ di chuyển đồ đa năng 70.000 một bộ này. Đấy, một bộ như trên hình các bác đang coi nhá. 4 cái chân và một cái tay đòn bẩy, 70.000 một bộ nhá. Tiếp theo thì em lên mã xả kho luôn. Đó là cái móc khóa titan này. Em còn ít nữa em cũng xả kho cái mã này luôn. Lên mã giúp em xem cái móc khóa titan nhá. Xả luôn các bác, giá chỉ còn có là đi 10.000 một cái thôi. 10k nhá. 10k một cái móc khóa titan nhá. Nó gọi là cái móc khóa titan. Chất liệu của nó là bằng titan. Titan thì các bác biết về cái chất liệu rồi, siêu cứng, siêu nhẹ, đấy và siêu bền nhá, đấy nó còn cứng hơn cả kim loại sắt thép luôn. Đấy, dòng titan này thì người ta hay dùng để làm cánh máy bay, là các bác biết chất liệu nó nhiều, đấy, nó rất là cứng nhưng mà bù lại nó rất là nhẹ, đấy không nặng, đấy, siêu cứng nhưng mà lại siêu nhẹ nhá. Đấy và đây, cái này thì chuyên dùng cho dân du lịch này, dân phượt này. Đấy, dân phượt, dân leo núi, dân cắm trại là hay dùng cái móc này. Đấy. Cái móc này tại sao nó gọi là cái móc đặc biệt thì đây, các bạn nhìn này, bình thường thì nó là một cái móc khóa bình thường nhá, như bao chiếc móc khóa khác nhá. Nhưng mà khi đây, khi mà các bác siết cho em cái con ốc này vào, thì nó sẽ khóa cứng vào luôn. Đấy, có thấy không? Khóa cứng luôn nhá, không có di chuyển hay nhào quá nhá, nó sẽ cứng, nó đóng cứng đi luôn. Đấy, con này mới gọi là chuẩn móc khóa này, chứ còn bình thường các bác mua ngoài chợ thì nó chỉ có như này thôi. Đấy thì nó gọi là cái móc thôi ạ, chứ không phải là móc khóa. Đây mới là chính xác là khóa thực sự này. Đấy, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa nhá. Đấy, chuẩn là móc khóa, chất liệu titan nhá. Siêu cứng, siêu nhẹ nhá, các bác nhìn này thôi, như cầm nó rất là nhẹ nhàng nhá. Đấy, các bác mua về móc đồ, móc khóa các thứ, là thậm chí là xích chó thứ cho đây cho em ok luôn. Chỉ có 10k một cái nhá, 10k một cái móc khóa titan nhá. Lên mã sẽ cái móc khóa titan 10.000 một cái. Tiếp theo thì đây, nhiều bác hỏi cái mã hàng này lắm này. Đấy thì tiếp tục về cái mã hàng cái móc dán tường 15 kg nhá. Đấy, hàng móc dán tường chịu lực tốt này, 15 kg này, các bạn nhìn này. Đấy, 15 kg. Hàng này thì chịu tải cực kỳ tốt luôn. Đấy, đặc biệt là các bác có thể dán trên mọi loại vật liệu, đặc biệt là các bác có thể dán lên những cái dạng tường sơn các thứ cho em thoải mái luôn nhá. Đấy, bình thường là các bác hay mua về dán ở trên tường kính hoặc tường đá hoa thôi. Tường sơn nhiều quá là không ăn, nhưng con này tường sơn nó dính cực kỳ luôn, vì nhà em cũng đã dùng thực tế em thấy rất ok nên em nhập về bán cho bác luôn này. Mà giá thì cũng quá bình dân luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái móc dán tường chịu lực lên đến là 15 kg thôi nhá, 15 kg. Hiện tại em đang bán một cái móc dán tường nha. Lên mã giúp em sẽ là cái móc dán tường, giá của nó chỉ có 10.000 một cái thôi, 10.000 thôi nhá. Đấy, hôm nay hầu như sản phẩm đồng giá 10.000 luôn, giá siêu sốc luôn nhá. Đấy, đi cái này đây, nó có hướng dẫn sử dụng luôn này. Bước 1 thì các bác vệ sinh sạch sẽ cái bề mặt mà các bác cần dán. Bước 2 đó các bác làm khô. Đấy, bước 3 là các bác dán trực tiếp cái miếng này vào. Đấy. Và các bác để giúp em trong vòng là 24 tiếng nhá, để giúp em trong vòng là 24 tiếng để cho nó ăn keo thật chặt vào. Sau đó là các bác đã móc lên nhá. Đấy, để cho nó phát huy cái công dụng tác dụng của cái móc này một cách tốt nhất này. Đấy, magic hook này, magic hook tức là chiếc móc thần thánh nhá, chiếc móc dán tường thần thánh nhá. Đó, mà giá thì cực kỳ là thần thánh luôn, chỉ có 10.000 một cái móc dán tường thôi, 10k một chiếc. Về các bác móc đồ, móc đạc các thứ, treo đồ đạc rất tiện dụng luôn. Đây, em quay thực tế nha, em đang xài một cái luôn, dùng thích lắm. Đây có nhá, đây cái tường này là nhà em là tường sơn này, em dính như này mà em treo cực kỳ nhiều đồ đây này. Các bác nhìn này, một cái túi này, một cái túi nó nặng kinh khủng khiếp, rất nhiều đồ luôn nhá. Em treo để cái túi em đựng những cái đồ linh tinh vào đây này. Nó nhiều dã man luôn đấy, một túi nó đậm nặng chịu đồ luôn này. Đấy. Mà cái móc này các bác nhìn này, chịu tải kinh khủng. Các bác nhìn cái giấy bóng nó căng đét luôn này, các bác biết cái túi bóng nó nặng nhào rồi nhá. Đấy, mà cái móc này là vẫn dán ngon lành luôn, mà không có hề hấn nhiều nhá, không có hiện tượng bong hay nhào, mà em xài từ năm ngoái luôn nhá. Đấy, em xài năm ngoái không hiện tượng gì luôn.
À, các bác biết là cái độ chịu tả nó nào, đấy, kinh khủng khiếp luôn. Đó, chịu tả lên đến là 15 cân mà. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái móc dán tường nhá. Đang gửi bác là 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái móc dán tường. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái ổ điện U6 nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ cái ổ điện U6 này. Đấy, mã của nó sẽ là mã ổ điện U6. Cắm chịu tải liền dây nhá. Hàng này thì hàng của Hinoki. Đấy, nó là cái thương hiệu đến từ Nhật. Đấy, nhưng mà sản xuất là sản xuất tại Việt Nam thôi nhá. Đấy, sản xuất tại Việt Nam. Một thì một cái ổ điện như này. Cả dây cả ổ hiện tại em đang bán là 120.000 một cái ổ như này các bác nhá, 120.000 thôi. Giá nó rất là rẻ bình dân luôn. Đấy, chuyên dùng cho bác nào mà cần chịu tải cao nhá, hàng của hãng luôn nhá, hàng của hãng luôn đấy. Đây. Hinoki này. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng chân khâu đồng luôn nhá các bác nhá. Chân khâu đồng tròn 100% có đèn báo này. Chân dẹt, chân tròn là các bác cắm nó hết luôn nhá. Đấy, rất đa năng. Ổ thì chống cháy, chống va đập, chống vỡ. Đó. Made in Việt Nam các bác nhá. Người Việt, người Hòa Việt này, an toàn là trên hết này. À, chịu tải công suất mắc lên đến là 6.000W nhá. 30A các nhá. Đấy. Điện 250 hoặc 220 đều được các bác nhá. Đấy thì dây của nó đây. Dây của nó khá là to nhá. Dây khá là to đấy. Dây của nó thì sẽ là dây 5m các bác nhá. Dây 5m. Ở cái thương hiệu này thì một cái câu slogan rất là ý nghĩa luôn các bạn. Mua một lần dùng một đời nhá, mua một lần dùng một đời, các bác biết tức là nhà rồi, là tức là nó rất là bền luôn, rất là bền luôn, nên là tôi khẳng định có một câu slogan rất hay là mua một lần dùng một đời. Đấy, tức là siêu bền luôn. Đấy, ổ của nó sẽ là ổ liền đúc với lại cả phích cả ổ luôn, nên là dùng rất là bền nhá. Đây, phích của nó là phích đúc liền luôn này. Dây là dây dài 5m nhá. Cái này về các bác cắm những dạng thiết bị máy móc này. Đấy, bác nào làm cơ khí, làm nghề ra đấy, như có những cái máy móc to, motor to đấy, các bác xài cho con này rất ok luôn nhá. Đấy, ổ cắm chắc chắn, có cả đèn báo mà 6 ổ luôn nhá, 6 ổ luôn đấy, 6 ổ các bác cắm được khá là nhiều thiết bị đấy, cho anh em thợ thuyền làm nghề các thứ rất ok. Rồi các bác sử dụng gia đình mình đôi khi nhà có công có việc rồi đấy, các bác chia ổ ra để các bác cắm thì rất là ok luôn đấy. Ổ điện là ổ cắm chịu tải liền dây nhá. Đấy. Đây, vỏ cao cấp chống vỡ này, lõi sứ chịu nhiệt này, cực đồng đúc này, kẹp sắt tăng lực kẹp này, vỏ ngoài chống vỡ này, mặt ổ chống cháy này, không mối hàn nhá. Đấy. Rất ok, sản phẩm chuyên dụng cho các thiết bị công suất lớn các bác nhá. Đấy, sản phẩm chuyên dụng cho các thiết bị công suất lớn. Đây, có công ty này. Đấy, rồi là địa chỉ thứ đầy đủ luôn. Hàng quần chuẩn chuẩn chính hãng của Hinoki. Cái này nó là chịu nhiệm công ty của Nhật nhá. Đấy, công ty của Nhật rất ok. Đó, thì giá của cái ổ này nó chỉ 120.000 thôi ạ. 120.000 và dây của nó lên đến là 5m luôn, cũng khá là dài, thoải mái để các bác xài luôn mà chỉ có 120.000 thôi. Giá nó rất là bình dân. Đấy, các bác mua về sử dụng rất là nhiều việc, anh em thợ thuyền mua về sử dụng máy móc các thứ quá ok, dùng gia đình thì tuyệt vời luôn các bác nhá. 120k lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U6 nhá, U6 mã của nó sẽ là U6, 120.000 ổ nhá các nhá, giá rất là rẻ bình dân mà ổ cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, 120.000 một cái ổ nha. Bình thường các bác ra cửa hàng các thứ giờ ít giờ các bác mua ổ này khoảng tầm 150 đến 170.000 luôn. Đấy, về cái mức giá 120.000 này em lấy trực tiếp về công ty về bán cho bác, giá nó rất là hợp lý và dễ mua các bạn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng đó là cái ổ điện gập các nhá, ổ điện gập, giá thì em báo luôn chỉ có 20.000 thôi. Cái này thì nó cũng của cái hãng luôn, cũng của Hinoki nhá, mua một lần dùng một đời này. Đấy, Hinoki này. Con này thì nó là cái ổ 1/3, 1/3 đấy. Nhiều tư thế cắm tiện dụng này, điều chỉnh góc quay tùy này, thích hợp với không gian tại nơi sử dụng này. Đấy, quay gập dễ dàng, rất gọn nhẹ, chịu tải cao 2200W nhé, nhiều tư thế cắm. Cái này thì đây, nó có thể là xoay nhiều những cái hướng tư thế cắm nhé. Ví dụ những cái vị trí mà sát tường, ổ nó sát tường mà đồ vật nó đủ sát rồi, không còn những cái phần khe rãnh ra để các bác câu ra để các bác cắm cho ổ này vào. Đấy thì khi mà cắm vào thì nó sẽ chia ra là được một ổ này, hai ổ là ba ổ các nhá. Đấy, từ một và ra ba nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã cho em sẽ cái ổ điện gập nhá. Ổ điện gập các nhá. Ổ điện gập thì nó có thể là gập lại nhá. Đấy thì hay gọi là ổ điện gập hoặc là ổ điện 1/3 đều được nhá. Ổ điện 1/3 đều được. Đấy, thì lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện gập. Mình em đang gửi bác một cái ổ điện gập như này với giá sẽ là 20.000 một ổ nhá. 20.000 một cái ổ điện gập này. Giá nó rất là bình dân. Đó, và sử dụng rất là hay, sử dụng trong những cái môi trường, những cái không gian mà nó chật hẹp đấy, không thể
cắm những cái phích, hoặc là các bác cần nhiều ổ hơn để mình có thể là sử dụng thì các bác mua cho em cái ổ này về đấy, để các bác nâng cấp cái ổ lên. Ví dụ như những cái ổ này có 6 ổ mà các bác cắm full rồi thì các bác có thể là cắm thêm nha. Đấy, mua cái này các bác cắm thêm vào cho. Cái ổ này cắm chặt lắm các bạn. Đấy, cắm thêm cho thì các bác sẽ chia ra được thêm 3 ổ nữa nhá. Đấy thì sẽ thành được thêm 3 ổ nữa, rất là hay. Đó. Lên mã nha, cái ổ điện gập nhá, ổ điện gập này, giá sẽ 20k. Đấy thì ví dụ đây, ví dụ các bác cắm vào như này, bình thường là các bác hay cắm những cái ổ ấy là nó sẽ vướng, như đây khi các bác cắm thì các bác gập luôn về này cho. Đấy thì những cái ổ bên cạnh các bác cắm là nó sẽ không bị vướng nhá, không bị vướng rất hay, mà lại được thêm những ổ khác nữa để các bác cắm nhá. Đấy thì cái ổ điện gập này đang gửi bác là 20k một cái nhá. Lên mã cho em sẽ cái ổ điện gập 20k. Nhớ cho em là ổ điện gập nhá. Còn bên em còn có một cái loại nữa là cái loại phích gập. Phích gập thì đang bán là 15, còn cái ổ điện gập thì đang bán là 20. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó, cái cây ô dù tự động này, em báo giá luôn. Em đang bán một cái cây ô dù tự động này, giá của nó sẽ là 80.000 một cây nhá, 80k một cây. Lên mã em sẽ cái cây ô dù tự động nhá. Đấy, con này nó toàn bộ tự động luôn, rất là hay. Các bác mở ra thu vào tự động, các bác chỉ bấm nút cho em lần cái tự động mở ra, bấm cái tự động thu vào nhá. 80k một cái và ô cực kỳ chắc chắn và đẹp luôn. Đây. Rất chắc chắn rồi, lấy cho bác con một cái này. Đấy, đi về các bác mở ra. Mở cái này ra cho em này. Đấy, các bác bấm nút các bác nhá, bấm nút cái là tự động sẽ mở ra đây. Đó, thấy không? Rất to luôn. Bấm cái tự động thu vào nhá, rất hay luôn. Đấy, và các bác ấn vào cho em. Đấy, đây. Bấm cái này mở ra này. Bấm cái thu vào này, rất ok nhá. Đây. Lại vật nữa này con này. Bấm cái mở ra này. Và cái con này đường kính ô rất là to. Đường kính ô của nó lên đến là 1 mét nhá, từ bên này sang bên này thì đường kính ô của nó là 1 mét, rơi vào khoảng tầm 2 đến 3 người đi thoải mái luôn, và ô cực kỳ dày chắc chắn này. Đây em rung cho bác con này. Em rung rồi. Đấy, đây không? Con này rung thoải mái luôn. Rung nhiệt tình luôn nhá các nhá, mà nó không bị bung hay nhà đâu. Vì nó rất là chắc chắn, phần khung gia cố cực kỳ chắc chắn và rất là chất lượng luôn. Khung của nó khung gọng kép nhá. Gia cố cực kỳ chắc chắn, khung rất dày rất chắc chắn nhá. Bấm cái này. Đó, thu vào rất ok nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, về các bác sử dụng này, đi chơi, đi du lịch, đi công tác, rồi là đi làm, đi học. Đấy, các bác mang đi che nắng che mưa cho em quá ok luôn. Đấy, ô thì chống tia cực tím nhá. Đấy, chống tia UV, tia cực tím rất tốt luôn, rất nhỏ gọn tiện lợi. Khi mà thu vào nó ngắn khoảng tầm hơn 30 cm, khoảng tầm gần 40 cm. Đấy, khá là nhỏ gọn nhá, các bác có thể bỏ trong túi các thứ rồi mang đi mang lại, rất ok nhá, thao tác dễ dàng sử dụng nhá. Đó, bấm cái thu vào ok, 80.000 một cái nhá, 80.000 một cái. Đấy, em vừa test bác coi rồi, lắc thoải mái, không lo nó bị bung nhà đâu nhá, rất chắc chắn luôn. 80.000 một cái ô dù tự động nha, bấm cái mở, bấm cái tắt là thu vào. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái đầu cắt tôn máy khoan nhá. Lên mã giúp cho em sẽ cái bộ đầu cắt tôn chuyên dùng để cho các bác nào có máy khoan đấy, máy khoan điện, máy khuyên pin đều được nhá, thì các bác mua về cái bộ này về các bác lắp vào nhá. Đấy thì khi mà lắp đặt vào thì nó theo chiều xoay này. Đấy thì cái con này nó sẽ cắt đứt tôn nhá, nó cắt tôn rất ngọt luôn, cắt tôn ngọt lắm. Đấy, tí nữa sẽ có cái video cho bác coi, nó cắt tôn rất là ngọt luôn, cắt tôn những cái dạng tôn lá, tôn múi là cắt hết luôn. Đấy, các bác cắt bình thường là các bác hay cắt bằng kéo đúng không, nhưng mà các bác chuyển qua cái hệ này các bác cắt bằng máy, mà các bác có cái máy khoan thì các bác lắp vào là các bác xài thôi, cắt rất là ngon luôn. Thì đây đi kèm bên trong này sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng để về các bác mà hướng dẫn cách các bác lắp đặt này. Đấy, nó sẽ có là hướng dẫn cách các bác lắp đặt đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, cho cả máy khoan điện, máy khoan pin được luôn nhá. Đấy, nên là các bác yên tâm. Đấy, không lo, rất là dễ dàng lắp đặt. Con này cực kỳ dễ lắp đặt luôn. Đấy, thì trong này nó có đầy đủ phụ kiện này, nó có cả những cái con cả lê ở nước các thứ này, lục giác này. Đây là những cái thanh các thứ rồi, thanh dây cái thứ đầy đủ hết luôn. Đấy thì một chọn một bộ này là 100.000 thôi nhá, một chọn một bộ này 100.000 thôi. Các bác mua về dùng thử cho em đi. Cái này em đã test thực tế rồi, dùng ok lắm. Đấy, đợt giờ em sẽ có một video cho bác coi thực tế về cái sản phẩm này, cắt rất là ngọt luôn, 100.000 một bộ ấy nhá. Đấy, đầy đủ phụ kiện là về lắp đặt và là xài, không cần phải mua thêm gì cả nhá, là 100k. Đầu cắt tôn chuyên dùng cho máy khoan nhá các bác nhá. Đấy, dùng cho máy khoan. Đấy, về các bác cứ có cái những cái máy khoan pin hoặc là máy khoan điện về các bác lắp vào là các bác xài thôi, là 100.000 một bộ nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây, rất là ok luôn. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Các bác đang có một cái máy khoan mà muốn cắt tôn ấy, thì các bác mua ngay cái bộ chuyển đổi này nhá. Đây, các bác về gắn vào máy thì rất đơn giản luôn, cắt tôn như cắt giấy luôn, mà giá chỉ hơn 100.000 thôi. Các bác gắn vào máy khoan pin hay máy khoan điện đều ok hết nhá. Đây các bác xem cắt tôn múi này, rất ok luôn, tôn thẳng thế nhá, cắt rất là ngọt. Các bác cần dùng thì ấn vào giỏ hàng mua ủng hộ em nhá.
Đó, thấy các không? Bác cắt rất là ngọt luôn các nha bác đây. đang có một cái máy khoan nhá, mà muốn dùng để cắt tôn ấy thì dùng cái bộ chuyển đổi này nhá. Riêng cái bộ này này, các bác lắp vào máy khoan pin hoặc là máy khoan điện đều ok hết. Cắt các loại tôn rất là nhanh các bác ạ. Các bác nhìn đây này, em cắt như là cắt giấy thôi. Tôn thẳng hoặc là tôn gấp thì đều ok nhá. TikTok đang có hỗ trợ phí ship đấy ạ. Bác nào cần thì múc ngay đi nhá. Các bác đang có một cái máy khoan nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, về các bác lắp vào cái máy khoan điện hoặc máy khoan pin thì mình các bác xài thôi. Nó rất là dễ dàng lắp đặt và dễ dàng xài sử dụng luôn nhá. 100k một cái bộ này, 100.000 một cái bộ đầu cắt tôn cho chuyên dùng cho máy khoan nhá, 100k một bộ. Đấy. À, lưu cho em khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là trên 200 nhá. Các bác mua hàng cứ trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái miếng thép sửa bản lề nhá, miếng thép sửa chuyên sửa bản lề, những cái bản lề cửa tủ nha các bác ấy. Hiện tại là đặc biệt là những cái tủ ván ép ấy là nó rất hay bị mục mà hay bị sập, hay bị bong ra. Đấy, các bác mua cho cái miếng thép này về. Đấy, để các bác vá vào và các bác lắp lại cho cái bản lề vào. Bình thường là các bác cứ phải đi thay cả một cái cánh tủ hoặc là thay rồi là vá viết các thứ rất là mất công mà phải gọi thợ cơ. Thì các bác mua trong cái bộ này về. Đấy, thì một cái miếng nên em sẽ bán được combo là một cặp nhá, một cặp là hai miếng nhá, một cặp là hai miếng thì sẽ có giá là 30.000. Lên mã giúp em sẽ là cái miếng thép sửa bản lề nhá, một cặp hai miếng nha. Đấy, bán là bán một lúc là hai miếng luôn nhá, không bán lẻ một miếng nhá. Đấy, bán là một lúc là bán hai miếng luôn thì là 30.000 một cặp nhá. Đấy, 30.000 một cái cặp miếng thép sửa bản lề nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái miếng thép sửa bản lề. Một cặp hai miếng này là 30.000 nhá, một cặp hai miếng. Đó là 30k. Đấy, bán là bán theo cặp một thôi nhá, bán theo cặp một là hai miếng nhá, là 30k. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đây. Các bác cùng xem video về sản phẩm nhé. Bản lề cánh tủ nhà bạn sử dụng lâu ngày bị hỏng, nhưng phí sửa chữa thì lại quá cao. Vậy thì mọi người hãy thử ngay cái miếng thép sửa bản lề này đi nhé. Đã nhỏ gọn mà lắp đặt lại vô cùng dễ dàng luôn. Chỉ cần gắn đinh vít 4 góc cố định là đã có thể sửa lại bản lề ở cánh tủ, cánh cửa, các phần bị mòn hay hư hỏng một cách nhanh chóng mà không cần phải thay tủ mới. Chất liệu thép inox không gỉ, bền đẹp theo năm tháng. Đã thế, nó còn giúp che phủ khu vực bị hỏng, tăng tính thẩm mỹ cho cửa hay tủ nhà mình luôn. Mọi người quan tâm sản phẩm thì tham khảo ở dưới đây nhé. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, về ví dụ như những cái cửa tủ như các bác nó hỏng đây, nó bị bục như vậy này. Đấy, thì các bác mua cho cái miếng này về. Đấy, các bác ốp nó vào. Đấy, ốp nó vào để làm một cái sườn, một cái móng. Sau đó là các bác ốp tiếp cái bản lề cũ của nó lên. Đấy, lắp đặt rất là dễ dàng thôi các bạn. Lắp đặt rất dễ dàng. Đấy, ốp vào. Đấy, sau đó các bác xoáy tiếp những cái bản lề cũ lên là các bác lại xài bình thường. Đấy, đỡ phải vứt những cái cánh tủ hoặc là những cái con bản lề đi hoặc là vứt cả một cái tủ đi. Thay vì đấy thì các bác mua cho cái miếng này về các bác sửa vào. Đấy, cái này thì tình trạng này em thấy gặp là khá là nhiều nhà bị chứ không phải một nhà bị đâu ạ. Vì thường thường là những cái tủ bây giờ nó toàn những cái dạng tủ bằng gỗ ép nên nó rất là nhanh bục ra. Đấy, thì các bác mua cho cái miếng này về nhá. Miếng thép sửa bản lề nhá. Bán một cặp là hai miếng nhà là 30k một cặp nhá. Đấy, một cặp hai miếng là 30k về dùng. Đấy, cái này đi kèm nó có cả đinh vít luôn này. Đấy, có cả đinh vít rất đầy đủ luôn. Là một cặp là 30.000 nhá. Các mã hàng đó là cái chai dầu Hàn Quốc Song Homin này. Đấy, báo giá bác luôn. Thì em đang gửi bác giá một cái chai dầu Hàn Quốc Song Homin này với giá sẽ là 80.000. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng. Đấy, có hình ảnh cậu thủ Song Homin. Đấy, số 7 Hàn Quốc này. Đấy, và chữ ký luôn nhá, đầy đủ ngon lành luôn. Hàng mới nguyên hộp luôn nhá, hàng mới hộp đây. Một chai này sẽ là 100ml. Đấy, rất nóng và rất thơm nhá. Đấy, rất nóng và rất thơm. Đấy, về các bác sử dụng các bác dùng các bác bôi. Sau đó là các bác kết hợp với cái con lăn này. Đấy, các bác massage. Đấy, các bác bôi xong các bác massage cho nó đều nhá. Đấy, massage cho đều rất ok luôn. Đây, đó. Hộp yếu của nó ngon lành nhá. Còn đây là vỏ này. Đó, dầu nóng Hàn Quốc Song Homin luôn nhá. Giá thì tại vì em đang gửi bác là 80.000 một chai này. Đấy, một chai này là 100ml nhá. Dùng cực kỳ ok luôn. Chuyên trị cho các bác nào là đau nhức xương khớp này, đau cơ. Đấy, các bác chơi thể thao. Đau cơ bắp, đau xương khớp về các bác bôi cho em. Đấy, giảm rất là nhanh luôn nhá. Đấy, và rất là nhạy luôn. Đấy, thì rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây, đợt này về cái lô này rất ưng ý luôn. Đấy, và hàng này thì hàng sách tay nhá, nên là số lượng có hạn đâu ạ, không có nhiều đâu, thì các bác tranh thủ mà bác nào ưng thì chốt luôn nhá. 80.000 một cái chai dầu nóng Hàn Quốc của Song Homin nhá, 80k một chai ở Singapore. Đấy, hôm nay em về làm cái lô hàng sách tay dầu gió Singapore rất xịn sò, ok cho bác luôn. Giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 50.000 một chai thôi. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh nó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn trên 200 nhá, nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy, hàng chuẩn của Singapore rất xịn sò, ok. Đấy, rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác
đau nhức xương khớp các thứ ra. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy. Made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24ml nhá, 24ml. Đấy, hàng các bạn nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bạn biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em, yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy. Có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được ạ. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất nguy hiểm. Đấy, cay mắt, rất khó chịu. Đấy thì tại sao làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không trẻ con không bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thế thôi. Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đét rất dài nhá. Một chai này là 24ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24ml này, 24ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Ở bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây gãi lưng này. Cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu nó chất liệu là bằng nhựa sừng này. Đấy, nhựa sừng. Về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhức các thứ ra, để các bác mua ok về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhức các thứ massage ok luôn. Giá thì em báo luôn. Bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k thôi nhá. 10k một cây gãy lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip này là 40.000 này. Một tip keo hai phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này. 40k một cái tip keo hai thành phần nhá. 40k. Một tip này là 100ml nhá. Đấy, một tip này là 100ml. Đấy. 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn nữa luôn. Là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng. Hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn, 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Đấy, chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu của nó rồi. Nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái
móc khóa cũng biết rồi. Đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay. Là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này. Đấy, một cái gen xoáy các bác xoáy chặt vào. Và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn. Nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, coi nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này. Chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy như này thôi. Nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Ở đây nó có cả khóa này luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn thì đây mới là chuẩn móc khóa coi nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nhá, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhá, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò, ok luôn đó, 10.000 một chiếc các bác nhá. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này, bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn và có chức năng là hẹn giờ nhá, và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy, thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá, về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ giờ các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng các thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220V. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8 thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12 thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá. 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá, tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhá, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mạng em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra, và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó, rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy, và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy, 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mạng nhá, sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy, đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá, 50.000 một cái. Đây, kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá, kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ cho em là chỉ nguyên kính không kèm pin nhá.
Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi, giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo chợ sáng này. Đó, thấy không? Nó có cả một cái đèn chợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn. À, hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này. Và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây. Để em soi cho bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ. Đây này. Đấy, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây để em test cho bác coi nhá. Cái này nó phải lấy nét là cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét là cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây, em sẽ test cho bác coi này. Đấy, đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Đó, đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó đây không? Nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các bác nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này em tắt đi này. À, cái đèn chợ sáng này. Tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình. Đấy là nó có một thêm những cái đèn chợ sáng này, ba đèn luôn. Là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính núp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn trợ sáng nhá, kính lúp có đèn trợ sáng thì giá sẽ là 50k. Và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá, về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá và hai kính này luôn, hai kính, một kính to một kính nhỏ luôn, là 50k một chiếc nhá. Kính cho bác mang rất là mới, rất là hay. Đó là cái phích cắm gập của nhá. Lên mã cho em cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập thì đây, bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nhai. Đấy, còn nếu các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào. Đó thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá. À, hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp. Ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi ấy, là chuyên bên đây người ta chuyên dùng chân dẹt nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy, chân khâu đồng 100% rất xịn sò. Công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy, mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy, và rất chắc chắn nhá. Và nó có thể gập nha. Đấy, những cái vị trí mà khe khía các thứ giờ. Đấy, bình thường là các bác hay cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này. Thì đây, bây giờ các bác mua cho cái phích này về các bác thay vào thì các bác sẽ gập vào thì nó sẽ úp vào này thì nó sẽ tốn được một, sẽ tiết kiệm được ít diện tích. Các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này, rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này. Còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy, còn không thì các bác muốn gập thì các bác gập nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy, chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy, không lo mô ve chập cháy nhá, hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy, phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 9 độ nha. Đó, giá nó hiện tại em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá, 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy, 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy, nó có thể gập vào nhà các bác nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập, đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó, 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm đây. Đấy, bình thường này. Đấy, những cái chỗ vị trí khó ấy là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ rồi. Đấy thì về các bác đấu cho em cái này vào này. Đấy, đấu nó vào. Sau đó các bác lắp vào này. Đấy, các bác có thể gập vào. Đó, ví dụ những cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào. Đấy, các bác gập nó vào rất là gọn gàng ok. Đấy, đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư không lo nó. Đấy các bác nhá, đây. Đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ. Đó, rất là hay nhá. Đấy, nó có thể là gập lại này. Đấy, ví dụ như cái phần khe tường các bác muốn kê một cái tủ đấy ạ. Đấy, các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó các bác gập xuống này. Đó, nó rất là ok luôn. Gập vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái cho em, không lo bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó, nó có thể gập gọn vào, gập một góc 90 độ nha. Đó, rất hay. À, 15k một chiếc phích cắm gập nhá, 15k một chiếc.